hệ thống phát hiện ký chủ thiếu tiền nghiêm trọng. Có muốn ràng buộc hệ thống tiêu tiền vô cực không? Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ tiêu tiền, có thể ngẫu nhiên mở khóa phần thưởng gấp 10 lần. Hiện tại, giá ràng buộc hệ thống là 3 cái đầu chó. Xin hỏi có muốn ràng buộc không? Chúc mừng ký chủ ràng buộc thành công. Cùng với lời nhắc nhở của hệ thống vang lên, một tấm thẻ đen xuất hiện trong tay tôi. Phát hành nhiệm vụ tân thủ cho ký chủ. Xin ký chủ tiêu hết 2 triệu trong vòng 2 tiếng, phần thưởng nhiệm vụ sẽ được mở khóa sau. Nghe đến đây, tôi sững sờ. Chẳng lẽ việc tôi vừa khoe khoang trong hội nhóm con gái rằng mình đã ném 3 cái đầu chó lại thực sự khiến tôi ràng buộc với hệ thống tiêu tiền vô cực? Để kiểm tra xem hệ thống có thật sự tồn tại hay không, tôi đến một trung tâm thương mại cao cấp mà trước đây tôi chưa bao giờ dám bén mảng tới. Tôi chỉ vào những món trang sức hàng hiệu trong tủ kính. Từ đây đến đây, tất cả đều gói lại cho tôi. Nhìn bộ quần áo tôi đang mặc, chắc chắn không quá 50.000 đồng, cô nhân viên bán hàng gần nhất lườm tôi một cái. Một bộ đồ hàng chợ mà cũng muốn mua đồ 300.000. Chắc là đang cố tỏ ra mình giàu có đấy. Một cô nhân viên thực tập ngượng ngùng bước tới. Em sẽ gói hàng giúp chị ạ. Tôi không thèm để ý tới cô nhân viên bán hàng đã chế giễu mình. Có phải đang cố tỏ ra giàu có hay không? Quẹt thẻ là biết ngay thôi. Thưa quý khách, tổng cộng là 350.000. Tôi đưa thẻ đen cho nhân viên thu ngân thanh toán. Rất nhanh, máy POS và máy tính tiền in ra hóa đơn. Thanh toán thành công. Cô nhân viên bán hàng trước đó, người đã chế giễu tôi, trợn tròn mắt không thể tin nổi. Sau đó, cô ta đổi thái độ, nịnh nọt tôi. Chị ơi, em chỉ là nhân viên thực tập thôi. Giao dịch này để em giúp chị thanh toán nhé. Đã thanh toán xong rồi mà còn muốn giành khách. Có phải cô ta nghĩ tôi ngốc nghếch không? Lina, giọng nói nghiêm nghị của quản lý cửa hàng vang lên. Ông ta nhanh chóng bước tới. Xin lỗi tôi. Nhân viên trong cửa hàng chưa được đào tạo bài bản, đã gây phiền toái cho quý khách. Đây là món quà bồi thường của cửa hàng, mong quý khách nhận lấy. Tôi nhìn món quà bồi thường trị giá 10.000 đồng và từ chối. Không cần đâu ạ, nhưng tôi mong đơn hàng này đừng bị chia sẻ cho người khác. Quản lý vội vàng lau mồ hôi, gật đầu đồng ý. Còn một tiếng nữa là hết 2 tiếng. Nghe thấy hệ thống bắt đầu đếm ngược, tôi lập tức rời khỏi cửa hàng, bước vào một cửa hàng thời trang cao cấp khác. Mặt dây chuyền con ngựa nhỏ, mua. Mặt dây chuyền may mắn, mua. Đôi dép, mua. Thùng rác, mua. Túi sách mới, mua. Cho đến khi tay cô nhân viên bán hàng không thể cầm thêm được nữa, tôi mới dừng lại. Tổng cộng là 6,25 triệu. Quẹt thẻ xong, nhưng nhiệm vụ tiêu tiền của tôi vẫn còn thiếu 1,025,000 đồng. Tôi vội vã để lại địa chỉ giao hàng và chạy thẳng vào cửa hàng đồng hồ đối diện. Cuối cùng, tôi quyết định mua 2 chiếc đồng hồ. 2 chiếc đồng hồ có giá hơn 1 triệu đồng. Còn thiếu khoảng 2.000 đồng nữa để hoàn thành nhiệm vụ. 2 chiếc này, gói lại cho tôi, quẹt thẻ. Từ lúc bước vào cửa hàng đến lúc thanh toán, tôi chỉ mất chưa đầy 10 phút. Phong cách chi tiêu hào phóng của tôi khiến tất cả mọi người trong cửa hàng đều kinh ngạc. Giờ những người giàu có đều kín đáo thế này à? Mặc đồ chưa đến 50.000 mà mua đồng hồ 1 triệu. Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì. Sau khi mua đồng hồ, tôi thẳng tiến xuống tầng trệt, đến cửa hàng điện thoại. Tôi mua một chiếc điện thoại giá rẻ. Ngay lập tức, giọng nói của hệ thống vang lên. Hoàn thành nhiệm vụ tiêu 2 triệu trong vòng 2 tiếng. Phần thưởng được kích hoạt, gấp đôi lợi nhuận, 4 triệu đã được chuyển vào thẻ của ký chủ. Quyền sở hữu biệt thự số 1, khu biệt thự Sao Ngân, cùng các giấy tờ liên quan đã được đưa vào ba lô hệ thống. Xin ký chủ kiểm tra. Tôi mừng đến nỗi không nói nên lời. Tôi chỉ tiêu 2 triệu mà được tặng thêm 4 triệu và một căn biệt thự. Hệ thống trong tiểu thuyết này lại xuất hiện trong đời thực và còn hào phóng đến thế này sao? Cảm nhận được điện thoại rung lên, tôi cầm lấy và nhìn thấy tin nhắn thông báo tiền vào tài khoản. Nhìn số tiền trong tài khoản, tôi suýt nữa thì ngừng thở. Hệ thống tiêu tiền vô cực quả là tiêu tiền vô độ, càng tiêu càng nhiều. Tôi vội vàng tắt màn hình điện thoại, cố gắng giữ bình tĩnh. Im lặng làm giàu mới là thượng sách. Sau khi bình tĩnh lại, tôi gọi điện cho nhân viên cửa hàng, yêu cầu họ đổi địa chỉ giao hàng. Có biệt thự rồi thì phải chuyển nhà thôi. Tôi bắt taxi đến khu biệt thự Sao Ngân. Nơi này toàn những người giàu có, mỗi người đều sở hữu khối tài sản lên tới hàng trăm triệu. Đến trước cửa biệt thự số 1 của tôi, một biệt thự 3 tầng rộng 2.000m², có vườn, hồ bơi và hầm để xe, không có vài trăm triệu là không thể mua được. Tôi chờ tại biệt thự cho đến khi nhân viên giao hàng tới, rồi mới bắt taxi về căn hộ thuê cũ để thu dọn đồ đạc. Nhưng vừa mới lục lọi đồ đạc xong, tôi đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Nhìn qua mắt mèo, tôi thấy một người đàn ông ăn mặc lịch sự. Để đề phòng bất trắc, tôi gọi điện cho bảo vệ trước khi mở cửa. Anh là ai? Nghe nói cô Vân là trẻ mồ côi. Tôi nhíu mày.
tôi có phải là trẻ mồ côi hay không thì liên quan gì đến anh. Tôi nghi ngờ cô là em gái ruột của tôi, cho nên có thể. Xin cô hợp tác làm xét nghiệm ADN. Lời nói của người đàn ông khiến tôi chú ý. Đã 21 năm rồi, không cần thiết phải làm vậy đâu. Từ nhỏ tôi đã sống ở trại trẻ mồ côi, lúc nhỏ cũng mong muốn cha mẹ tìm thấy mình. Sau này, tôi không còn mong đợi nữa. Tôi biết cuộc sống của cô rất khó khăn, gia đình tôi là một gia đình danh giá. Nếu chứng minh được cô là em gái tôi, thì mỗi tháng cô sẽ nhận được tiền tiêu vặt đủ để tiêu xài thoải mái. Như vậy, cô thấy có cần thiết không? Tiếc là tôi đã gặp được hệ thống tiêu tiền vô cực, nên lời nói của anh ta không khiến tôi dao động. Tại sao anh nghi ngờ tôi là em gái anh? Không thể nào vô cớ mà có nghi ngờ như vậy được. Em gái tôi, chính là em gái tôi đang sống trong gia đình họ Hạ. Cô ấy gặp tai nạn xe hơi, cần truyền máu. Kết quả, không cần tôi nói, cô cũng biết rồi chứ. Chẳng phải vì cần truyền máu, nhưng lại không đúng nhóm máu, sau đó mới phát hiện ra không có quan hệ huyết thống sao. Kịch bản hoán đổi con cái trong giới thượng lưu được viết ra. Nhưng chuyện này xảy ra có nghĩa là gia đình họ Hạ có nhiều bí mật. Tôi không muốn dính líu vào những chuyện này. Được rồi, tôi có thể hợp tác với anh làm xét nghiệm ADN. Nhưng tôi xin nói trước là tôi không muốn về nhà họ Hạ. Nghe thấy tôi đồng ý hợp tác, ánh mắt Hạ Chí Vân sáng lên. Chỉ cần cô đồng ý làm là được, những chuyện khác có thể từ từ tính sau. Tôi nhổ một ít tóc, giao cho anh ta rồi đóng cửa lại, chuẩn bị nghỉ ngơi. Tôi gọi điện cho bà chủ nhà thông báo rằng mình sẽ chuyển nhà, tháng sau không thuê nữa, rồi đi tắm rửa, nằm xuống giường và ngủ say như chết. Sáng hôm sau, tôi bị tiếng thông báo nhiệm vụ của hệ thống đánh thức. Nghe thấy nhiệm vụ tiêu tiền hôm nay đã tăng lên 4 triệu, tôi cảm thấy choáng váng. May mà thời gian hoàn thành nhiệm vụ là trước 0 giờ đêm, tôi có thể đi mua sắm sau khi tan làm. Nhưng vừa đến công ty, tổng giám đốc đã yêu cầu tôi đến văn phòng ông ta. Tôi đầy dấu hỏi, bước vào văn phòng và phát hiện Hạ Chí Vân đang ngồi ở đó. Không cần phải suy nghĩ, tôi cũng biết là anh ta tìm tôi. Hạ Tổng quả nhiên là có quyền thế, không chỉ tìm được nhà tôi mà còn tìm được cả nơi làm việc của tôi. Có thể tìm được cô, đương nhiên là tôi đã điều tra rồi. Đây là kết quả xét nghiệm ADN, cô xem đi. Khả năng có quan hệ huyết thống là 99,99%. Tôi biết kết quả rồi, nhưng tôi cũng đã nói là tôi không muốn về nhà họ Hạ. Tôi không còn là cô bé mong muốn cha mẹ tìm thấy nữa, tôi có thể sống tốt một mình. Hạ Chí Vân vừa thương xót cho những nỗi khổ mà tôi phải chịu đựng suốt bao nhiêu năm qua, vừa là người thừa kế của tập đoàn Hạ Thị. Ông ta quen với việc tiếp xúc với những người trong giới thượng lưu, lần đầu tiên gặp một cô thư ký tự lập, ban đầu thấy mới lạ, sau đó lại cảm thấy phiền phức. Cô là em gái tôi, đó là sự thật không thể chối cãi. Máu mủ của nhà họ Hạ không thể để lộ ra ngoài. Tôi coi như cô chưa quen với thân phận mới của mình. Một tuần sau, tôi mong cô có thể điều chỉnh tâm lý, ngoan ngoãn theo tôi về nhà họ Hạ. Hạ Chí Vân không cho tôi cơ hội từ chối. Nói xong, ông ta rời khỏi văn phòng tổng giám đốc. Tôi nhanh chóng trở về chỗ làm của mình. Tôi thực sự không muốn về nhà họ Hạ. Nhưng thái độ của Hạ Chí Vân rất cứng rắn, hiện tại tôi vẫn chưa phải là đối thủ của nhà họ Hạ. Phải nghĩ ra cách nào đó mới được. Cho đến khi tan làm, tôi thẳng tiến đến trung tâm thương mại đối diện công ty, bắt đầu hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống. Ngay khi tôi xuất hiện, tất cả mọi người đều chú ý đến tôi. Dù sao thì họ cũng đã nghe nói về thành tích của tôi vào hôm qua. Khi tôi bước vào quầy hàng của cửa hàng Cartier, cô nhân viên bán hàng lập tức vui mừng. Hôm qua, họ suýt nữa đã được cô gái giàu có này chi tiền. Kết quả là lại bị cửa hàng đồng hồ bên cạnh cướp mất khách. Không ngờ hôm nay cô ấy lại đến đây, vẫn kín đáo như cũ, chỉ mang theo một chiếc vòng tay 3 triệu. Chào cô, tôi là Tiểu Thanh, nhân viên bán hàng của quầy Cartier. Chào mừng cô đến với cửa hàng. Tôi gật đầu, chỉ vào chiếc vòng tay dây xích siêu nhỏ ở góc. Gói lại cho tôi cái này. Tiểu Thanh có vẻ hơi thất vọng. Chiếc vòng này chưa đến 10 triệu. Nhưng cô ấy vẫn nhanh nhẹn gói hàng cho tôi. Và cái vòng này nữa. Đó là một chiếc vòng tay vàng hồng đính kim cương, giá 445.000. Cộng với chiếc túi, tổng cộng là 454.350. Tiểu Thanh lập tức nở một nụ cười rạng rỡ. Quả nhiên, danh xưng người phụ nữ giàu có kín đáo không phải là hư danh. Cô ấy có thể mua vòng tay hàng trăm nghìn, cũng có thể mua túi xách chưa đến 10 triệu. Tất cả đều dựa trên sở thích cá nhân. Tôi không biết các cô nhân viên bán hàng này đánh giá bản thân như thế nào. Tôi mua những món đồ tương đối rẻ tiền này đơn giản vì tôi muốn dần dần thay đổi phong cách của mình. Đầu tiên là mua đồ vài triệu, sau đó là vài chục triệu, cuối cùng là hàng trăm triệu. Thay đổi từng chút một, sẽ không ai cảm thấy lạ lẫm. Mua xong ở Cartier, tôi đến Chanel. Đồ bộ, son môi, nước hoa,
tôi mua tất tần tật. Cuối cùng, tôi tiêu hết 510.000 tại cửa hàng Channel. Nhưng tốc độ tiêu tiền này không khiến tôi hài lòng. Nhớ lại việc hai cô nhân viên bán hàng hôm qua đã tiêu hết 1 triệu, tôi lại nảy ra ý định đến cửa hàng đồng hồ xa xỉ. Khi nhìn thấy một chiếc đồng hồ có thiết kế giống như đồ trang sức, tôi dừng lại. Nhân viên bán hàng vội vàng giới thiệu, thực ra tôi không muốn nghe những lời giới thiệu này. Tôi chỉ cần cảm thấy đẹp là được. Nhưng tôi vẫn chờ anh ta nói xong mới gật đầu. Gói lại cho tôi. Thanh toán xong, tôi rời khỏi cửa hàng đồng hồ. Lại nhớ ra là mỹ phẩm của mình sắp hết, tôi bắt đầu tìm kiếm mỹ phẩm trong trung tâm thương mại. Sau khi mua một vài loại mỹ phẩm của các thương hiệu nổi tiếng, tôi nhận ra là nhiệm vụ tiêu tiền vẫn còn thiếu hơn 1 triệu. Lần thứ hai, tôi bước vào cửa hàng Hermes. Người tiếp đón tôi vẫn là cô nhân viên bán hàng hôm trước. Chào cô Vân, chào mừng cô đến với cửa hàng. Vừa bước vào cửa, tôi bắt đầu quét hàng. Bất cứ thứ gì nhìn thấy là ưng ý, tôi đều bảo cô ấy gói lại. Dù sao cũng có dịch vụ giao hàng tận nhà. Sau một hồi quét hàng vất vả và quẹt thẻ, giọng nói khó chịu của hệ thống vang lên. Hoàn thành nhiệm vụ tiêu tiền 4 triệu trước 0 giờ đêm. Phần thưởng nhiệm vụ được kích hoạt, gấp 3 lần lợi nhuận. 12 triệu đã được chuyển vào thẻ của ký chủ, cùng với quyền sở hữu tòa nhà đỉnh tư. Giấy tờ liên quan đã được đưa vào ba lô hệ thống, xin ký chủ kiểm tra. Tòa nhà đỉnh tư chính là tòa nhà nơi tôi làm việc sao? Tôi háo hức muốn xem giấy tờ. Nhanh chóng bắt một chiếc taxi, bảo tài xế chở tôi về khu biệt thự Sao Ngân. Vừa lên xe, điện thoại tôi đã reo lên. Alo, tôi là Hạ Chí Vân. Nghe thấy giọng anh ta, tôi nhíu mày. Anh tìm tôi có việc gì? Tiểu Kiều tỉnh dậy rồi, không biết từ đâu mà biết được cô ấy không phải là con gái của nhà họ Hạ, nên luôn cảm thấy bất an, giờ cô đến bệnh viện Cần Đức ngay. Nghe giọng điệu ra lệnh của anh ta, ấn tượng của tôi về Hạ Chí Vân càng giảm sút. Tôi không rảnh, tôi không phải là người mà nhà họ Hạ nuôi dạy. Tại sao tâm trạng Tiểu Kiều không tốt lại bắt tôi phải chịu trách nhiệm? Tôi cúp máy luôn, tiện thể chặn số của Hạ Chí Vân. Nghe thấy giọng nói ngọt ngào trong điện thoại, Hạ Chí Vân mới nhận ra mình bị chặn. Hạ Phụ cũng đang đứng trước cửa phòng bệnh. Thấy anh ta cúp máy, ông hỏi. Cậu Vân, khi nào cô ấy tới? Hạ Chí Vân lưỡng lự một lúc rồi nói thật. Cô ấy không tới, vừa rồi cô ấy đã chặn số điện thoại của tôi. Hạ Phụ sững sờ. Kết quả này nằm ngoài dự đoán của ông ta. Cậu gọi điện thoại thế nào rồi? Khi nào cô ấy tới? Trương Y Kỳ bước ra khỏi phòng bệnh, không kiên nhẫn. Giấu giếm cũng không được nữa rồi. Hạ Chí Vân đành phải thành thật. Tại sao cô ấy không tới? Cậu là anh trai mà còn đích thân gọi điện thoại mời cô ấy còn muốn thế nào nữa? Trương Y Kỳ thực sự không có nhiều tình cảm với cô con gái chưa từng gặp mặt này. Nghe thấy con trai bị từ chối, ấn tượng của bà về tôi càng tệ hơn. Hạ Chí Vân không nói gì nữa. Dù sao, tình hình hiện tại là như vậy. Anh ta không thể bắt em gái mình phải quay lại được. Một bên, tôi bắt taxi về nhà, lập tức mở ba lô hệ thống ra. Nhìn thấy giấy chứng nhận quyền sở hữu bên trong, tôi không biết hệ thống đã thao tác như thế nào. Bên trong không chỉ có giấy chứng nhận quyền sở hữu từng văn phòng của tòa nhà đỉnh tư mà còn có cả giấy chứng nhận quyền sở hữu toàn bộ tòa nhà đỉnh tư, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhiều tài liệu liên quan khác. Chỉ có những thứ tôi không nghĩ đến, chứ không có gì là hệ thống không làm được. Tôi bị sự hào phóng của hệ thống làm choáng váng cả đêm. Sáng sớm thức dậy, tôi lại nhận được nhiệm vụ. Xin ký chủ tiêu hết 6 triệu trước 0 giờ đêm nay. Yêu cầu phải hoàn thành nhiệm vụ tiêu tiền tại bất kỳ thành phố nào thuộc khu vực địa lý Thiên Tân. Phần thưởng nhiệm vụ sẽ được mở khóa sau. Nghe xong, tôi cảm thấy tối sầm mặt. Thành phố Thiên Tân nằm ở ngoại ô. Nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ trong ngày hôm nay thì chỉ còn cách xin nghỉ phép. Với vẻ mặt nặng nề, tôi đến tòa nhà đỉnh tư. Vừa bước vào cửa, tôi đã nghe thấy một tiếng gọi đầy hào hứng. Cô Vân. Quay đầu lại, tôi thấy Hứa Nguyên Phú, Tổng Giám đốc Quản lý Bất Động Sản của tòa nhà đỉnh tư. Anh ta cười tươi, chạy đến chỗ tôi. Tôi chớp mắt, bỗng nhớ ra. Hệ thống đã tặng cho tôi tòa nhà đỉnh tư, bây giờ tôi là chủ sở hữu duy nhất của tòa nhà này rồi. Không trách nhân viên bán hàng không tìm tôi. Khi anh ta định nói tiếp, tôi vội vàng làm một động tác chào hỏi. Chào anh Hứa, buổi sáng tốt lành, anh tìm tôi có việc gì? Hứa Nguyên Phú hiểu ý tôi ngay lập tức. Trò chơi người giàu có kín đáo này anh ấy hiểu rõ. Lần trước, tôi nhờ cô Vân giúp đỡ, hỏi xem có bạn học nào muốn nhận việc gia sư không, bây giờ thế nào rồi? Tôi liếc anh ta một cái, có chứ. Chúng ta kết bạn qua WeChat nhé. Hai người kết bạn với nhau qua WeChat, rồi tôi đến chỗ làm. Vừa đến công trường, tôi đã nhận được báo cáo tài chính quý của tòa nhà đỉnh tư và danh sách các công ty thuê văn phòng do Hứa Nguyên Phú gửi đến.
Bên cạnh tên công ty còn ghi chú một số khách hàng đặc biệt, ví dụ như giảm giá thuê, hoãn ngày nộp tiền thuê, 5 năm. Nhưng những thỏa thuận đó là giữa họ và chủ sở hữu trước đây. Đối với tôi, tất nhiên là không thể có chuyện đó. Tôi nhanh chóng gửi tin nhắn cho Hứa Nguyên Phú về vấn đề này. Mỗi tháng khi đóng tiền thuê, nhất định phải tuân thủ theo hợp đồng, đúng hạn nộp tiền thuê. Nếu không hợp tác, tôi có quyền đơn phương hủy bỏ hợp đồng thuê. Trước đây, khi đối mặt với những khách hàng có quan hệ, Hứa Nguyên Phú phải nịnh nọt mới thu được tiền thuê. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Toàn bộ tòa nhà Đỉnh Tư đều thuộc về tôi. Anh ta là người đại diện của tôi tại tòa nhà Đỉnh Tư. Trước đây anh ta là chú tiểu, giờ đây anh ta đã lật mình làm chủ, có thể hát vang. Hứa Nguyên Phú nhanh chóng biên tập thông báo này và gửi đến các khách hàng thuê văn phòng của tòa nhà Đỉnh Tư, đặc biệt nhấn mạnh việc tòa nhà đã thay đổi chủ sở hữu mới. Tất cả các vấn đề sau này sẽ được thực hiện theo yêu cầu của chủ sở hữu mới. Khách hàng có thể có ý kiến, nhưng hậu quả của việc không tuân thủ quy định sẽ do họ tự chịu trách nhiệm. Một bên, tôi đã bắt đầu làm việc. Đến trưa, tôi mới xin phép nghỉ việc và rời khỏi công ty. Tôi bắt taxi đến khu Nam Ngoại ô. Mặc dù mấy ngày nay tôi đã mua khá nhiều đồ hiệu, nhưng khi đi làm, tôi vẫn quen mặc quần áo cũ. Cửa hàng bán xe hơi không quá náo nhiệt, nhưng tiền ít cũng là tiền. Rất nhanh, có nhân viên bán hàng đến tiếp cận tôi. Chào cô, tôi là Lý Kỳ, nhân viên bán hàng của hãng xe Đại Thông. Cô muốn xem xe nào? Đại Thông, hãng này dường như không có xe nào quá đắt tiền. Xin lỗi, hiện tại tôi không có ý định mua xe của Đại Thông. Đại Thông chuyên sản xuất xe hạng sang, nhưng hôm nay tôi muốn mua một chiếc xe có thể giúp tôi tiêu hết 6 triệu. Cô có thể cho tôi biết tầm giá dự kiến không? Tôi sẽ giới thiệu cho cô một thương hiệu. Lý Kỳ không ngờ rằng mình chưa đánh đã thua. Cô ta không thể chốt đơn, nhưng vẫn có thể giới thiệu khách hàng cho bạn bè trong ngành. Khoảng 6 triệu. 6 triệu, cô nói là cô dự kiến chi 6 triệu. Lý Kỳ sững sờ. Cô ấy tưởng rằng tôi chỉ định chi tối đa 200.000. Tôi gật đầu, khẳng định lại. Đúng vậy, cô chờ một chút, tôi sẽ gọi người đến giới thiệu cho cô. Cô ấy còng tất cả mọi người trong nhóm bán hàng. Đơn hàng 6 triệu, ai chụp được là của người đó. Rất nhanh, nhóm bán hàng có người hồi đáp. Nhưng không phải ai cũng tin anh ta. Không lâu sau, một nhân viên bán hàng bước ra từ cửa hàng Rolls Royce. Cô ấy trông còn khá trẻ, tên là Hồ Diệc. Nhìn thấy Hồ Diệc, tôi biết cô ấy là người được các nhân viên bán hàng khác đẩy ra. Họ không tin rằng khách hàng mà Lý Kỳ giới thiệu thực sự có khả năng mua hàng, nhưng lại không muốn bỏ lỡ cơ hội. Chỉ có thể đẩy một thực tập sinh ra. Nếu may mắn mà chốt được đơn, biết đâu họ còn có thể giành lại khách hàng. Chuyện này đã xảy ra không phải một lần hai lần. Cô Vân, đây là Hồ Diệc, nhân viên bán hàng của hãng Rolls Royce. Tôi không quan tâm lắm đến thương hiệu xe. Dù sao thì chỉ cần giúp tôi tiêu hết 6 triệu là được, đi xem xe thôi, mời cô. Hồ Diệc không mấy tin tưởng vào đơn hàng này, nhưng vẫn làm tròn nhiệm vụ của mình, giới thiệu xe cho tôi. Tôi xem qua vài mẫu xe, nhưng không mấy hứng thú. Có mẫu thì quá sang trọng, có mẫu thì quá to. Cuối cùng, khi nhìn thấy chiếc Red, mắt tôi sáng lên. Sau khi tiếp đón rất nhiều khách hàng, Hồ Diệc đã có chút kinh nghiệm trong việc phân tích biểu cảm của khách hàng. Anh ta biết rằng giới thiệu mẫu Red này là đúng đắn. Tất cả thủ tục cho chiếc xe này chúng tôi sẽ lo liệu. Xe sẽ được sản xuất theo đơn đặt hàng, thời gian ngắn nhất là nửa tháng. Nghe xong lời Hồ Diệc, tôi quyết định ngay. Cái này, tôi đặt một chiếc, thanh toán toàn bộ. Sự quyết đoán của tôi khiến Hồ Diệc sững sờ một lúc, nhưng cô ấy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Được rồi, tôi đi chuẩn bị hợp đồng, cô nghỉ ngơi ở đây một lát. Hồ Diệc dẫn tôi đến chỗ ghế sofa trong cửa hàng, rót cho tôi một cốc nước ấm, rồi vội vã đi chuẩn bị hợp đồng. Chào cô, tôi là Vương Miểu, nhân viên bán hàng giỏi nhất cửa hàng chúng tôi. Hồ Diệc có việc phải đi, nên tôi đến tiếp đón cô nhé. Cô ấy bảo cô tiếp đón, thế thì đơn hàng này tính vào thành tích của ai? Tôi nhìn thấu ngay chiêu thức giành khách hàng trung thành này. À, Hồ Diệc có lý do cá nhân không thể tiếp đón cô, hậu quả tất nhiên do cô ấy gánh chịu. Mặc dù không nói rõ, nhưng ai trong cửa hàng cũng hiểu rõ. Không sao, tôi không vội, chờ một lát cũng được. Những nhân viên bán hàng này đúng là không thấy thỏ không thả diều, thấy có thịt thì lao đến nhanh hơn ai hết. Tôi không quan tâm họ xử lý như thế nào, nhưng tôi không muốn cung cấp thành tích cho những người như vậy. Vương Miểu thấy tôi nhìn mình, không khỏi cảm thấy ngứa ngáy. Nhưng vì thành tích, anh ta vẫn muốn cố gắng. Tôi là nhân viên lâu năm, có thể giảm giá nhiều hơn Hồ Diệc một chút. Người khác có thể đã đồng ý rồi. Nhưng không may cho anh ta gặp là tôi, người chỉ muốn tiêu tiền. Cảm ơn, nhưng tôi không cần giảm giá. Vừa mới thấy được một chiếc xe có giá cả phù hợp,
Nếu giảm giá thêm thì chẳng phải là làm tăng độ khó cho nhiệm vụ tiêu tiền của tôi sao? Lúc này, Hồ Diệc cuối cùng cũng trở lại với hợp đồng. Cô Lâm, xin lỗi vì đã để cô chờ lâu. Nhìn thấy Vương Miểu đứng cạnh tôi, sắc mặt Hồ Diệc hơi khó coi. Dù sao thì cô ấy cũng hiểu rõ lý do tại sao Vương Miểu lại xuất hiện ở đây. Thấy tôi không phải là khách hàng của mình, Vương Miểu đành phải quay người bỏ đi. Hợp đồng đã chuẩn bị xong rồi, bây giờ ký tên thôi. Ký xong hợp đồng, tôi còn việc. Red không thể giúp tôi tiêu hết 6 triệu. Tôi lại lên mạng tìm kiếm những chiếc xe dưới 1 triệu phù hợp với phụ nữ. Tôi quyết định lát nữa sẽ đến cửa hàng BMW kép xem xe. Ký xong hợp đồng, thanh toán 5,5 triệu cho chiếc Red, tôi đi thẳng đến cửa hàng BMW kép 4S. Việc tôi đặt mua xe tại cửa hàng Rolls Royce đã lan truyền trong nhóm bán hàng. Vì vậy, khi tôi bước vào cửa hàng BMW kép, tôi đã nhận được sự chào đón chưa từng có. Vừa bước vào cửa hàng, tôi đã để mắt đến một chiếc xe màu hồng nhạt. Mẫu xe này, các anh có xe sẵn không hay phải đặt hàng? Giọng nói của nhân viên bán hàng, Lý Lệ, ngọt ngào. May mắn cho cô quá, đây là chiếc xe vừa về hôm nay. Nghe vậy, tôi vui mừng. Tôi lấy chiếc này. Được rồi, cô chờ một chút, tôi đi chuẩn bị hợp đồng. Trong lúc chờ đợi, nhiều người để ý đến tôi. Có người tò mò về thân phận của tôi. Có người tò mò xem liệu tôi có thực sự mua được chiếc xe màu hồng nhạt này không. Có người đang nghĩ cách để câu kéo tôi. Nhưng khi tôi giơ tay lên nghịch điện thoại, vô tình để lộ chiếc vòng tay, nhiều người đã từ bỏ ý định. Người có thể thoải mái đeo vòng tay 300.000 thì chắc chắn không phải là người thiếu tiền. Sau một hồi lâu, Lý Lệ chạy lại với hợp đồng. Cô ấy cam kết cửa hàng sẽ lo liệu toàn bộ thủ tục sau này. Tôi mới yên tâm ký hợp đồng và thanh toán. Hoàn thành nhiệm vụ tiêu 6 triệu trước 0 giờ đêm. Phần thưởng nhiệm vụ được kích hoạt, gấp 4 lần lợi nhuận. 24 triệu đã được chuyển vào thẻ của ký chủ. Cùng với quyền sở hữu bất động sản tại khu vực Nam ngoại ô, giấy tờ liên quan đã được đưa vào ba lô hệ thống, xin ký chủ kiểm tra. Nghe xong, tôi há hốc mồm. Hệ thống ngày càng hào phóng. Vì phần thưởng gấp 4 lần, số tiền trong tài khoản ngân hàng của tôi gần như đã đạt 100 triệu. Chưa kể, tôi còn nhận được tiền thuê nhà từ tòa nhà đỉnh tư hàng tháng. Nếu tiền thuê đến tài khoản, tôi có thể sẽ trở thành tỷ phú ngay lập tức. Còn khu vực Nam ngoại ô này, nghe theo hệ thống thì tôi sở hữu quyền sở hữu bất động sản tại toàn bộ khu vực đó. Nghĩa là tôi lại có thêm thu nhập từ tiền thuê nhà. Ý nghĩ không muốn đi làm lúc này đã đạt đến đỉnh điểm. Cô Vân, việc làm các thủ tục liên quan sẽ mất khoảng 1 tiếng. 1 tiếng thôi mà. Tôi xem một vài video ngắn, chốc lát là xong. Tôi ngồi lại chỗ cũ, lấy điện thoại ra giết thời gian. Nhưng chưa được bao lâu, điện thoại tôi đã reo lên. Số điện thoại hiển thị là số lạ. Tôi chợt có linh cảm không lành, liền cúp máy. Nhưng người kia không chịu bỏ cuộc, lại gọi lại. Tôi đành phải nghe máy. Vân, cô ở đâu rồi? Lại là Hạ Chí Vân, quả thực là ám ảnh. Tôi ở đâu liên quan gì đến anh? Tôi thực sự không hiểu. Tiểu Kiều đã buồn phiền vì chuyện thật giả con gái nhà họ Hạ. Tại sao anh ta vẫn cứ nhất quyết muốn tôi về nhà họ Hạ? Tôi đã nói rõ ràng rất nhiều lần là tôi sẽ không về. Sao cứ như không hiểu tiếng người vậy? Tiểu Kiều bị ngất vì chuyện của cô không có chút hối hận nào sao? Tiểu Kiều vẫn đang nằm viện, cô còn dám ra ngoài ăn chơi. Tôi không thể tin nổi. Anh bị bệnh à? Tiểu Kiều ngất xỉu liên quan gì đến tôi? Tôi từ đầu đến cuối không hề xuất hiện trước mặt anh ta, sao lại đổ lỗi cho tôi? Sao anh không tự vấn lương tâm xem tại sao các anh không giữ bí mật được, khiến Tiểu Kiều bị kích động đến ngất? Hay là các anh không cho cô ấy ăn uống gì, thiếu chất dinh dưỡng dẫn đến thiếu máu ngất xỉu? Có nhiều lý do để giải thích, sao anh lại cứ nhất định phải gán cho tôi? Anh Hạ Chí Vân, anh có nghĩ tôi là ngốc không? Bị tôi mắng té tát, Hạ Chí Vân hiếm hoi im lặng. Anh ta biết tôi nói đúng. Tôi từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện trước mặt Tiểu Kiều. Tại sao anh ta lại nghĩ rằng Tiểu Kiều ngất xỉu là lỗi của tôi? Hạ Chí Vân cảm thấy có gì đó không ổn. Nói xong một tràng, tôi không chút do dự cúp máy. Tiện thể chặn luôn. Vừa cúp máy, tôi đã nghe thấy tiếng vỗ tay mạnh mẽ từ bên cạnh. Tôi quay đầu lại theo bản năng và thấy một chàng trai ăn mặc loè loẹt đang nhìn tôi. Chào em, anh tên là Thành Dương, còn em tên gì? Anh ta nhanh chóng bước đến, ngồi đối diện tôi. Tôi tùy tiện nói một cái tên, Thanh Thanh. Tên rất hay, vừa rồi anh nghe thấy cách em phản bác rất tuyệt vời, muốn làm quen với em. Tôi hơi bất ngờ. Chàng trai này sao lại để ý đến những chuyện này? Nhiều năm chiến đấu, kinh nghiệm chẳng đáng là bao. Tôi là trẻ mồ côi, nếu không có chút bản lĩnh thì làm sao có thể lớn lên được đến bây giờ. Theo sự tự nhiên của Thành Dương, tôi chuyện trò với anh ta một vài câu. Biết rằng tôi đã mua xe,
Thành Dương nhiệt tình mời. Tối nay, chúng ta tổ chức một cuộc đua xe ở đường núi, em có muốn đến xem không? Tôi thẳng thắn từ chối. Dù có thiếu ý thức an toàn đến mấy thì em cũng không tham gia đua xe với người lạ. Thành Dương lần đầu tiên bị một cô gái thẳng thừng từ chối như vậy, anh ta càng hứng thú với tôi hơn. Được rồi, nhưng gặp nhau là có duyên, vậy thì kết bạn với nhau trên WeChat được chứ? Tôi không muốn dây dưa với anh ta quá nhiều, lấy điện thoại ra kết bạn. Nhận được số liên lạc, Thành Dương vui vẻ. Anh đi xem xe đây, hẹn gặp lại em sau. Hy vọng em có thể đồng ý đi xem đua xe cùng anh. Tôi cười nhạt. Chúng ta hoàn toàn là hai thế giới, khả năng gặp lại là bằng không. Nửa tiếng sau, Lý Lệ chạy lại. Cô Vân, biển số xe và các thủ tục mua xe khác đều đã hoàn tất. Nếu cô có bằng lái xe thì có thể lái xe ngay. Đây là chìa khóa xe và các hóa đơn liên quan, cô giữ cẩn thận. Tôi nhận lấy chìa khóa, kiểm tra lại giấy tờ, xác nhận không có vấn đề gì rồi chuẩn bị rời khỏi. Đúng lúc này, một cuộc gọi lạ đến. Điện thoại được kết nối, giọng nói đầy phấn khích vang lên. Chào cô Vân, tôi là Ngô Ngọc Đường, người phụ trách khu Nam Ngoại Ô. Vừa rồi tôi nhận được thông tin cô đã mua lại toàn bộ khu này. Cô có ý định gì với hợp đồng thuê nhà không? Bây giờ là tháng 7, đúng lúc phải đóng tiền thuê quý 3. Ngô Ngọc Đường sợ rằng việc tôi mua lại khu Nam Ngoại Ô sẽ có những thay đổi, nên vừa nhận được tin tức đã vội vã gọi điện thoại. Hợp đồng thuê nhà đã chuyển sang tên tôi, chủ nhà cũ hẳn cũng đã nói với anh rồi. Anh Ngô chỉ cần đúng hạn đóng tiền thuê cho tôi theo hợp đồng là được. Nghe tôi nói, Ngô Ngọc Đường biết rằng tôi không phải là kiểu chủ nhà hay gây khó dễ. Cũng phải thôi, người có thể âm thầm mua lại toàn bộ khu Nam Ngoại Ô thì chắc cũng không mấy để ý đến 500 triệu tiền thuê nhà hàng tháng. Đúng vậy, tiền thuê nhà hàng tháng của toàn bộ khu Nam Ngoại Ô là 500 triệu, cả năm là 6 tỷ. Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ đúng hạn đóng tiền thuê. Không có việc gì thì cúp máy nhé, tôi phải lái xe đi đây. Vì cuộc gọi này, tôi đã mất thêm 10 phút. Mang theo đồ đạc, tôi lái xe mới về khu biệt thự Sao Ngân. Về đến nhà, vừa mở điện thoại ra, tôi đã nhận được vô số thông báo. Tôi cảm thấy hơi lạ, mở ra một tin nhắn. Qua nội dung tin nhắn, tôi đoán được số điện thoại này là của người mẹ chưa từng gặp mặt của mình. Nội dung toàn là những lời trách móc, oán giận. Tôi chặn hết sạch. Bà ta muốn tôi tham gia bữa tiệc sinh nhật của ông nội nhà họ Hạ. Để Tiểu Kiều an tâm, tôi phải nói với tất cả mọi người tại bữa tiệc rằng tôi là con nuôi mà họ đã ân cần nhận nuôi. Tiểu Kiều mới là con gái đích thực của nhà họ Hạ. Thế mà còn ra vẻ như tôi phải biết ơn bà ta. Thực sự tưởng rằng tôi là quả hồng mềm mà bà ta muốn nắn thế nào cũng được sao. Tôi bỏ chặn số của Hạ Chí Vân, gọi cho anh ta. Điện thoại nhanh chóng được kết nối. Nhưng người nghe máy không phải Hạ Chí Vân, mà là Tiểu Kiều. Chị Vân, chính là ba mẹ gần đây mới tìm thấy con gái ruột của họ. Cô chính là Tiểu Kiều hay ngất xỉu đúng không? Nghe giọng cô khỏe mạnh đấy chứ, cô không phải là giả vờ chứ. Tôi bị dị ứng với loại hoa sen trắng này, gặp phải là tôi không thể nhịn được. Tôi dị ứng với kiểu người giả tạo như cô ta. Em gặp tai nạn xe hơi, bị choáng váng là chuyện bình thường. Em biết chị không thích em, nếu chị ngại thì em sẽ nói với mẹ, chờ em xuất viện rồi sẽ dọn ra ngoài ở. Ba mẹ là ba mẹ của chị, em không nên giành giật với chị. Vân, em và Tiểu Kiều đã nói chuyện gì vậy? Tại sao cô ấy lại muốn dọn ra ngoài ở? Là chị gái, chị nên bao dung cho em gái mình, đừng nên ghen tị đến mức muốn đuổi em ấy ra khỏi nhà họ Hạ. Tiểu Kiều ở bên kia nghe thấy Hạ Chí Vân đang nói chuyện với người khác ở bên ngoài, cố ý chuyển hướng sang chuyện muốn dọn ra ngoài ở. Chờ đến khi Hạ Chí Vân trở về, cô ta sẽ khóc lóc nói muốn dọn ra ngoài ở. Như vậy, Vân sẽ trở thành thủ phạm, còn bị Hạ Chí Vân khiển trách. Nhưng tôi không chiều theo họ. Im miệng, tôi gọi điện cho anh là để nói với mẹ anh đừng gọi điện thoại, đừng nhắn tin cho tôi nữa, rất phiền. Tôi sẽ không tham gia tiệc sinh nhật nhà họ Hạ và cũng xin các người đừng tìm tôi nữa. Nói xong, tôi cúp máy, xóa số, chặn luôn, cảm thấy rất thoải mái, rồi đi rửa mặt, ngủ. Sáng hôm sau, tôi lại bị nhiệm vụ của hệ thống đánh thức. Xin ký chủ tham dự buổi đấu giá từ thiện của tập đoàn Lục Thị tối nay, chi tiêu tối thiểu 100 triệu, không có giới hạn trên. Phần thưởng nhiệm vụ sẽ được mở khóa, lời mời tham dự đấu giá đã được đưa vào ba lô hệ thống. Nghe xong, mắt tôi trợn tròn. Đây là muốn tôi chơi lớn à? Nghĩ đến những buổi đấu giá thường phải mặc váy dạ hội, tôi phải đi mua. Ngoài váy dạ hội ra, còn có trang điểm, làm tóc, một mình tôi không thể xử lý nổi. Nếu phải chuẩn bị kiểu tóc, trang điểm thì hôm nay chắc chắn không thể đi làm được. Lúc này, tôi đã quyết định từ chức. Đến công ty, tôi nộp đơn xin nghỉ việc, bàn giao công việc, rồi rời khỏi công ty. Tôi tìm một studio làm tóc và trang điểm.
hoàn thành kiểu tóc và trang điểm mất 6 tiếng. Đến khách sạn nơi tổ chức buổi đấu giá, vừa kịp lúc bắt đầu. Mượn chiếc túi xách làm bình phong, tôi lấy lời mời từ ba lô hệ thống ra. Nhân viên kiểm tra ở cửa nhìn thấy lời mời, sắc mặt thay đổi. Sau đó, anh ta cười tươi, cúi người. Chào cô Vân, tối nay vui vẻ nhé, tôi sẽ dẫn cô đến chỗ ngồi. Buổi đấu giá từ thiện của tập đoàn Lục Thị không có phòng riêng. Tất cả mọi người đều ngồi trên khán đài ở tầng 1. Tuy nhiên, những vị trí ở phía trước rõ ràng rộng rãi hơn những vị trí phía sau. Thiết bị và các tiện nghi hoàn toàn khác biệt. Nhân viên dẫn tôi đến vị trí ở hàng đầu tiên. Nhìn thấy vậy, tôi không khỏi cảm thán. Quả nhiên, hệ thống ra tay là biết ngay. Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến tôi sững sờ. Tôi đã tùy tiện đặt một cái tên giả, không ngờ lại gặp lại Thành Dương. Tôi quay đầu nhìn Thành Dương. Chào anh Thành, tối nay vui vẻ nhé. Bên cạnh anh ta còn có vài người bạn. Mọi người trò chuyện một lúc rồi ngồi xuống. Thấy tôi ngồi ở vị trí tốt nhất, Thành Dương và bạn bè không giấu giếm, nhìn về phía tôi. Cảm nhận được có người ngồi xuống cạnh mình, tôi ngẩng đầu lên theo bản năng. Là một trong số những người đi cùng Thành Dương lúc nãy, người có vẻ là nhân vật trung tâm nhất. Tôi mỉm cười với Lục Vân Khuê, coi như là chào hỏi. Sau đó, quay đầu lại, cố gắng lờ đi những người xung quanh. Đúng 8 giờ, MC tuyên bố buổi đấu giá chính thức bắt đầu, rồi bước xuống sân khấu, nhường chỗ cho người bán đấu giá. Món hàng đầu tiên được đưa ra là một bộ trang sức bằng ngọc bích trắng. Tôi không mấy hứng thú, không định đấu giá. Em có thích bộ trang sức này không? Anh đấu giá giúp em nhé. Thành Dương không biết từ lúc nào đã đổi chỗ ngồi với người bên cạnh tôi. Thấy tôi không có động tĩnh gì, anh ta lại muốn đấu giá bộ trang sức tặng tôi. Anh Thành, cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng thứ mình muốn, mình sẽ tự mình đấu giá. Chúng tôi mới gặp nhau có 2 lần, tôi không nghĩ rằng chúng tôi đã thân thiết đến mức có thể tặng quà cho nhau. Bị từ chối, Thành Dương thầm tiếc nuối, đành phải tìm cơ hội khác để thể hiện. Bộ trang sức cuối cùng được bán với giá 1,2 triệu. Rất nhanh, món hàng thứ hai được đưa ra, một khối ngọc bích đỏ chưa qua xử lý, nhìn từ xa trông như một con phượng hoàng đang tái sinh từ lửa. Tôi bị thu hút ngay lập tức. Khối ngọc bích đỏ tái sinh từ lửa, giá khởi điểm 500.000, mỗi lần tăng giá không được dưới 50.000. Bắt đầu đấu giá, 600.000, giọng người bán đấu giá vừa dứt, đã có người chen nhau hét giá. Khi số người đấu giá giảm dần, tôi mới bắt đầu tham gia. 3 triệu, vừa rồi là 2,8 triệu, tôi tăng thêm 200.000. Một người nữa đã bỏ cuộc. Thành Dương ở phía đối diện đã đưa giá lên 3,05 triệu. Tôi mím môi, 4 triệu. Lần này, ngay cả Lục Vân Khuê, người vẫn luôn im lặng, cũng nhướng mày. Cách đấu giá này hoàn toàn không theo quy tắc. 4,5 triệu, 8 triệu. Giá 8 triệu đã khiến hai người bỏ cuộc. Chỉ còn lại hai người đấu giá với tôi. 10 triệu, 11 triệu, 20 triệu. Tôi gần như không hề do dự, khiến người ta có cảm giác rằng chỉ cần đối phương dám ra giá, tôi sẽ dám theo. Thanh Thanh, cô quả là người đấu giá xuất sắc nhất trong buổi đấu giá này, không chút do dự nào. Giá 20 triệu đã khiến người đấu giá bên kia bỏ cuộc. Tôi đã thành công đấu giá được khối ngọc bích đỏ Phượng Hoàng tái sinh. Tôi cảm thấy rất vui. Sau đó, tôi tiếp tục đấu giá được một chiếc vòng tay ngọc bích tím, một bình hoa men xanh lam. Thành Dương ngồi cạnh tôi, đã bị phong cách đấu giá hào phóng của tôi làm choáng váng. Thanh Thanh, đợi chút, anh gọi em là Vân, em đừng gọi anh là Thành nữa nhé. Tôi không ngờ rằng chỉ vì không muốn tiết lộ thông tin cá nhân cho người lạ mà lại gậy ông đập lưng ông. Vân, buổi đấu giá còn chưa qua nửa mà em đã chi gần 100 triệu rồi. Em chắc chắn là gia đình em không có ý kiến gì chứ. Thành Dương không có nhiều tiền như vậy. Đây là tiền của tôi, tiêu hết cũng không ai nói được gì. Tôi không nói rằng mình là trẻ mồ côi. Vậy thì mục tiêu của em cũng là khu đất ở vùng ngoại ô sao? Nhiều người đến đây đều nhắm đến khu đất đó. Thực ra, em không để ý đến chuyện đó. Khu đất nào? Vừa rồi em xem danh sách hàng đấu giá, không thấy có đất nào được đấu giá cả. Chính là khu đất ở ngoại ô, nằm cạnh khu nghỉ dưỡng mà tập đoàn Lục Thị chuẩn bị xây dựng. Vân Khuê ca ca, mục tiêu của họ hôm nay chính là khu đất này. Nghe anh nói thì có vẻ như mua khu đất này là chắc chắn lời. Tôi vốn không hứng thú, nhưng nghe Thành Dương nói vậy thì lại bỗng dưng có hứng thú. Lục Vân Khuê, người ngồi bên cạnh lắng nghe toàn bộ cuộc trò chuyện, cảm thấy hơi bất lực. Các anh muốn giành đất với tôi thì có thể đừng nói thẳng trước mặt tôi được không? Không chỉ chắc chắn lời mà còn lời rất nhiều. Nếu không phải anh không có tiền thì đã cạnh tranh rồi, anh không có tiền thì em có mà. Lúc này, hứng thú của tôi với khu đất đã đạt đến đỉnh điểm. Cô Vân muốn cạnh tranh khu đất này với chúng tôi sao? Lục Vân Khuê bất ngờ lên tiếng, khiến tôi giật mình lùi lại. Nhưng ngay lập tức, tôi phản ứng lại,
buổi đấu giá mà, ai trả giá cao hơn thì người đó được. Lời nói của tôi khiến Lục Vân Khuê sững sờ một lúc, rồi gật đầu, cô Vân nói đúng, ai trả giá cao hơn thì người đó được. Sau đó, hai người không nói gì nữa. Tôi tiếp tục đấu giá một viên kim cương hồng cực lớn với giá 3,8 tỷ. Hoàn toàn vì viên kim cương này đã chạm đến trái tim thiếu nữ ít ỏi của tôi. Điều này khiến Lục Vân Khuê và Thành Dương phải xem xét lại về khả năng tài chính của tôi. Ban đầu họ nghĩ rằng tôi nói muốn mua đất chỉ là nói chơi. Giờ đây, họ không thể không coi trọng tôi. Thời gian trôi qua, buổi đấu giá sắp kết thúc. Khu đất ở vùng ngoại ô mà nhiều người mong đợi cũng được đưa ra đấu giá cuối cùng. Món hàng cuối cùng, khu đất ở vùng ngoại ô, giá khởi điểm 50 triệu, mỗi lần tăng giá không được dưới 100.000, bắt đầu đấu giá. 80 triệu, 90 triệu, 100 triệu. Giọng người bán đấu giá vừa dứt, tiếng ra giá đã vang lên khắp hội trường. Tôi, Lục Vân Khuê và những người khác vẫn chưa lên tiếng. Những người ra giá trước đó chủ yếu là con rối. Khi giá cả đạt đến mức mong muốn, cuộc cạnh tranh thực sự mới bắt đầu. Vân, em chuẩn bị bao nhiêu tiền? Thành Dương nghe thấy tiếng ra giá ồn ào, lại bắt đầu nói chuyện với tôi. Tôi liếc Thành Dương một cái. Não là một thứ rất tốt, tiếc là anh không có. Này này, Thành Dương à, anh hỏi như vậy chẳng phải là tiết lộ hết bài của cô Vân rồi sao? Sau này nói chuyện nên suy nghĩ kỹ một chút. Lý Việt Thành nhẹ nhàng nhắc nhở Thành Dương. Thành Dương mới nhận ra mình vừa hỏi gì, mặt đỏ bừng. Tôi phẩy tay, không mấy để ý. Dù sao thì hệ thống tiêu tiền vô cực cũng không giới hạn số tiền tôi chi tiêu. Nếu tôi muốn, toàn bộ buổi đấu giá này tôi đều có thể mua hết. Nhưng tôi cũng không tham lam đến vậy, chỉ đấu giá khi thấy món đồ mình thích. Giá đất nhanh chóng tăng lên 1 tỷ. Lý Việt Thành, Trương Phó và Lục Vân Khuê bắt đầu mài móng vuốt. Tôi cũng chuẩn bị tinh thần, 2 tỷ. Lý Việt Thành mở miệng, tăng thêm 1 tỷ. Một số người đã bỏ cuộc, 2,5 tỷ. Trương Phó cũng không chịu thua kém, tăng thêm 500 triệu. Tôi nhìn về phía Lục Vân Khuê, anh ta vẫn chưa lên tiếng, 3 tỷ. Lục Vân Khuê mở miệng, lại tăng thêm 500 triệu, 3,5 tỷ. Tôi là người phụ nữ duy nhất còn lại trong số những người đấu giá. Vân, cô còn tiền à? Vừa rồi cô mua viên kim cương hồng kia đã 3,8 tỷ rồi đấy. Thành Dương nghe thấy tôi ra giá 3,5 tỷ, cảm thấy rất lo lắng. Buổi đấu giá do tập đoàn Lục Thị tổ chức, nếu đấu giá rồi mà không trả được tiền thì sẽ không dễ dàng thoát được. Trong suy nghĩ của Thành Dương, những người giàu có nhất chỉ có nhà họ Lục, nhà họ Trương, nhà họ Thịnh. Nhưng khả năng tài chính mà tôi thể hiện hôm nay hoàn toàn có thể sánh ngang với bốn gia tộc này, giống như một gia tộc ẩn giấu bỗng nhiên xuất hiện vậy. Tất nhiên, tôi không phải là ngốc, không có tiền mà vẫn tham gia đấu giá. Tôi biết hậu quả của việc không trả được tiền là gì. Tôi dám ra giá tức là tôi có khả năng thanh toán, 4 tỷ. Lục Vân Khuê theo sát sau tôi, 4,1 tỷ. Lý Việt Thành lần này chỉ tăng thêm 1 tỷ, như thể đang thăm dò. Điều này cũng cho thấy giá này gần như đã đạt đến giới hạn của anh ta, 4,2 tỷ. Người phía sau ra giá, có lẽ cho rằng Lý Việt Thành không còn tiền, muốn hớt tay trên, 4,5 tỷ. Trương Phó không cho người khác cơ hội, vẻ mặt rất thoải mái. Nghe thấy giá tôi đưa ra, vẻ mặt bình tĩnh của Lục Vân Khuê xuất hiện một tia tức giận. Con số này đã vượt xa dự đoán của họ. Phải biết rằng 8 tỷ chỉ là tiền mua đất, chi phí phát triển sau này mới là vấn đề lớn. Lục Vân Khuê không chắc chắn liệu sau khi tôi mua đất, tôi có đủ khả năng tài chính để hỗ trợ đầu tư phát triển tiếp theo hay không. Nếu tôi không làm được, thì việc mua khu đất này cũng chỉ là lãng phí tiền. Cô Vân đã có suy nghĩ gì về việc phát triển dự án sau khi mua đất chưa? Chi phí phát triển sau này cũng không nhỏ, hy vọng cô Vân suy nghĩ kỹ. Lục Vân Khuê không nói thêm gì nữa. Giá 5 tỷ là giá cuối cùng mà họ có thể chấp nhận. Hiện tại đã vượt quá dự đoán rất nhiều. Cuối cùng, tôi đã thành công đấu giá được khu đất với giá 8 tỷ. Đúng rồi, tôi mua khu đất này để làm gì nhỉ? Tôi vừa rồi đấu giá vui quá, hoàn toàn không nghĩ đến việc mua về để làm gì. Bây giờ, sau khi Lục Vân Khuê nhắc nhở, tôi mới tỉnh ngộ. Nhưng chiếc búa của người bán đấu giá đã gõ xuống, cho dù tôi có muốn hối hận cũng không được. Lục Vân Khuê vừa đi ngang qua tôi, nghe thấy tôi lẩm bẩm suýt nữa thì không đứng vững. Vậy là họ bị Thành Dương lừa đúng không? Nếu không phải Thành Dương và Vân Khuê nhắc đến khu đất ở ngoại ô thì Vân có lẽ sẽ không tham gia đấu giá. Tôi suy nghĩ một lúc rồi thôi không bận tâm nữa. Cứ từ từ xem sao, chuyện sau này tính sau. Hiện tại, việc quan trọng nhất là phải thanh toán. Tôi đến chỗ thanh toán, đưa ra thẻ đen mà hệ thống tiêu tiền vô cực tặng, rất thuận lợi hoàn thành thanh toán. Hoàn thành nhiệm vụ tiêu 100 triệu, phần thưởng nhiệm vụ được kích hoạt, gấp 10 lần. 1 tỷ đã được chuyển vào thẻ của ký chủ. Hệ thống đặc biệt tuyển dụng đội bảo vệ riêng cho ký chủ, trang bị một chiếc xe 7 chỗ hiệu tiêu tiền vô cực.
Nghe thấy phần thưởng nhiệm vụ hôm nay, mắt tôi sáng lên. Quả nhiên là đang buồn ngủ thì có người đưa gối. Tôi vừa rồi còn đang nghĩ làm sao để mang những thứ này về nhà một cách an toàn. Giờ có bảo vệ của hệ thống, tôi yên tâm hơn nhiều. Nhưng bảo vệ của hệ thống ở đâu? Vừa định hỏi hệ thống, tôi đã thấy một đội gồm 7 người, mỗi người cao 1m8, đang đi về phía tôi. Không cần hệ thống nói, tôi đã nhận ra ngay. Đây chính là đội bảo vệ mà hệ thống đặc biệt tuyển dụng cho tôi. 7 người đồng loạt cúi chào tôi, động tác rất đồng đều. Tôi chỉ cảm thấy mình đang sống trong một căn hộ 3 phòng ngủ. Không cần phải làm những chuyện đó đâu, đây là những thứ tôi vừa mua. Các anh giúp tôi chuyển lên xe, đưa tôi về nhà an toàn là được rồi. Vâng, dựa theo nguyên tắc chỉ cần tôi không ngại, người khác mới là người ngại, bảo 7 người bảo vệ giúp mình chuyển đồ. Bản thân cô cầm giấy tờ quyền sở hữu đất, những thứ khác như bình hoa, kim cương đều giao cho họ mang. Sau khi tôi và 7 người bảo vệ rời đi, Lục Vân Khuê và những người khác xuất hiện ở chỗ tôi vừa đứng. Vân Khuê, anh nghĩ sao? Sự xuất hiện bất ngờ của cô Vân tối nay khiến tất cả chúng ta đều bất ngờ. Khu đất ở ngoại ô bị cô ấy mua mất rồi. Không nghĩ gì cả, cô ấy có thể mua được khu đất ở ngoại ô là nhờ vào khả năng của mình. Chẳng lẽ các anh muốn giành lại khu đất từ tay cô ấy? Nhìn cách Vân biểu hiện tối nay thì cô ấy chắc chắn không thiếu 8 tỷ. Hơn nữa, mấy tên bảo vệ đó khiến anh Vân Khuê cảm thấy không đơn giản. Làm sao có thể? Anh chỉ đang nghĩ xem có thể hợp tác với cô ấy được không? Cô ấy mua khu đất ở ngoại ô hoàn toàn là vì Thành Dương nhắc đến một câu, chắc chắn là chưa có kế hoạch. Chỉ cần kế hoạch dự án của chúng ta đủ tốt thì cô ấy sẽ không từ chối. Từ lúc tôi đấu giá thành công khu đất ở vùng ngoại ô, Lý Việt Thành đã nghĩ về khả năng hợp tác. Vẫn là cậu có đầu óc đấy, nếu có thể lôi kéo cô ấy tham gia, anh có linh cảm là sau này sẽ không phải lo lắng về vấn đề kinh phí cho dự án. Trương Phó cũng cho rằng việc hợp tác với tôi là một quyết định rất đúng đắn. Không hề chớp mắt mà chi hàng trăm tỷ, khả năng tài chính của Vân hoàn toàn có thể sánh ngang với những gia tộc lâu đời, có truyền thống hàng trăm năm của họ. Thật đáng sợ. Tôi không biết rằng chỉ vì tham gia một buổi đấu giá mà tiền của mình đã bị người khác nhắm đến. Một người đàn ông đẹp trai bước đến, thẳng thắn nói. Cô Vân, anh Lục nói có việc muốn nói chuyện với cô. Không biết là việc gì, tôi còn phải hoàn thành nhiệm vụ tiêu tiền. Hôm qua, tôi đã hào phóng chi hàng trăm tỷ, mua hết cả buổi đấu giá. Sáng nay, giọng nói khó chịu của hệ thống lại vang lên. Xin ký chủ tiêu hết 5 triệu trước 0 giờ đêm nay, yêu cầu phải quẹt thẻ bằng tay trái. Phần thưởng sẽ được mở khóa sau. Tôi im lặng. Điều này có vẻ giống với câu chuyện bước chân trái trước rồi mới chia tay. Nhưng may mắn là yêu cầu không khó. Đang đau đầu không biết tiêu tiền thế nào thì Lục Vân Khuê gọi điện thoại cho tôi, nói muốn hợp tác. Cô Vân hẳn là biết rằng hôm qua tại buổi đấu giá, tôi, Lý Việt Thành và Trương Phó đều muốn mua khu đất ở ngoại ô, không ngờ lại bị cô Vân hớt tay trên. Việc này, tôi thừa nhận, cô Vân hẳn là do hứng thú nên mới mua khu đất đó, chắc hẳn là chưa có kế hoạch phát triển. Tôi có một kế hoạch phát triển, không biết cô Vân có hứng thú không? Lục Vân Khuê lấy ra một tập tài liệu từ trong túi. Đây là kế hoạch phát triển khu nghỉ dưỡng suối nước nóng. Khu đất mà cô Vân mua hôm qua nằm ngay cạnh đất của chúng tôi. Ban đầu, chúng tôi đưa khu đất này ra đấu giá để thu hút sự chú ý cho dự án. Ai có chút hiểu biết đều sẽ không tranh giành với Lục Thị. Ai ngờ lại xuất hiện cô Vân hung dữ như vậy. Tôi nghe ra giọng điệu mỉa mai, tức giận và bất lực trong lời nói của Lục Vân Khuê. Tôi xoa xoa mũi. Thực ra, anh ta đã không tính toán kỹ. À, chuyện hợp tác có thể thương lượng mà. Lần sau có buổi đấu giá nữa thì tôi không giành giật với anh là được. Cô Vân còn muốn có lần sau. Tôi không nói gì nữa. Tôi không thể đảm bảo điều đó, nhưng hợp tác với Lục Thị cũng là một lựa chọn không tồi, chỉ cần có thể kiếm tiền thôi mà. Nói vậy đi, tôi không hiểu nhiều về phát triển dự án, nếu bị các anh lừa thì tôi cũng không phát hiện ra được. Dù sao thì tôi rất thích thu tiền thuê nhà. Dự án của các anh, tôi không tham gia, tôi có thể dựa trên kế hoạch của các anh, tìm đội thợ xây dựng khu nghỉ dưỡng. Các anh cứ mỗi quý trả tiền thuê cho tôi là được. Lục Vân Khuê không ngờ rằng tôi lại đưa ra đề nghị như vậy. Dù sao thì những người lựa chọn hợp tác chủ yếu là những người đã mua đất nhưng không có đủ vốn để phát triển tiếp. Đề nghị này của cô Vân khá là mới lạ. Tôi sẽ về thảo luận với các cổ đông khác trong công ty, rồi trả lời cô Vân sau. Tùy anh, tôi không vội. Đối với tôi, tiền không phải là vấn đề. Dự án phát triển khi nào cũng không ảnh hưởng đến tôi. Nhưng đối với Lục Thị, thời gian chính là tiền bạc. Lục Vân Khuê uống một ngụm cà phê đen rồi cáo biệt. Tôi uống hết cà phê của mình, rồi thong thả ra ngoài. Vừa đến chỗ đậu xe, tôi nghe thấy có người gọi tên mình. Quay đầu lại, tôi thấy Hạ Chí Vân. Tôi cảm thấy thật xui xẻo. Sao anh lại ở đây? Anh có biết đây là nơi nào không?
đây không phải là nơi anh nên đến. Đây là nơi đặt trụ sở của tập đoàn Lục Thị, chắc hẳn là khu vực thương mại cao cấp. Nhưng nhà họ Hạ không ở trên con phố này. Chỉ là đi dạo thôi mà. Tôi không thể nói rằng mình vừa uống cà phê với chủ tịch Lục Thị ở quán cà phê. Nhìn vẻ mặt Hạ Chí Vân, có lẽ anh ta sẽ cho rằng tôi đang nói khoác. Tiểu Kiều Mai xuất viện, kia là sinh nhật lần thứ 80 của ông nội. Hôm nay cô đi với tôi sẽ bảo người chuẩn bị lễ phục cho cô. Ngày tổ chức tiệc sinh nhật, cô cũng phải tham dự. Tôi không muốn tham dự, tôi không có thói quen để người khác làm mình khó xử. Anh đừng có giả vờ không biết. Vì muốn an ủi Tiểu Kiều, họ định sẽ công khai trong bữa tiệc rằng tôi là con nuôi. Cho dù tôi không ràng buộc với hệ thống Tiêu Tiền Vô Cực, không có hàng tỷ tài sản, tôi cũng không thèm. Cô là con gái của ba mẹ, không tham dự tiệc sinh nhật của ông nội, để cả giới thượng lưu nhìn nhà họ Hạ ra sao. Hạ Chí Vân nhíu mày, cho rằng tôi đang vô lý. Anh ta còn nói tôi là con gái nhà họ Hạ. Từ lúc các người tìm thấy tôi đến giờ, đã có bao giờ quan tâm xem tôi sống ra sao chưa? Những thứ mà Tiểu Kiều đang hưởng thụ, vốn dĩ phải thuộc về tôi. Tôi không đòi lại đã là rất rộng lượng rồi. Cho dù tôi không sống cùng các người, nhưng chúng ta vẫn có quan hệ huyết thống. Trong chuyện này, ai phải công bằng? Tôi không nói gì khác, chỉ nói về tiền tiêu vặt. Nghe nói Tiểu Kiều mỗi tháng được 1 triệu, tôi năm nay 21 tuổi, 252 tháng, 1 triệu một tháng là 252 triệu. Là ba mẹ, là anh trai, các người có nên bù đắp lại cho tôi không? Những lời này của tôi đã chặn đứng những lời mà Hạ Chí Vân định nói. Anh ta mở miệng, cuối cùng vẫn không nói gì. 252 triệu tiền tiêu vặt, Hạ Chí Vân cũng không dễ dàng chi ra. Dù ở Thiên Tân có chút danh tiếng nhưng để ngay lập tức lấy ra một khoản tiền mặt lớn như vậy cũng khá khó khăn. Tất cả đều là vì tôi có một hệ thống vô nhân tính chống lưng. Được rồi, tôi đã nói rất nhiều lần là tôi sẽ không về nhà họ Hạ. Sau này gặp tôi cứ coi như không quen biết. Tôi đi vòng qua Hạ Chí Vân, ngồi vào ghế lái của chiếc BMW kép màu hồng nhạt, đạp ga rời đi. Chiếc xe 7 chỗ Tiêu Tiền Vô Cực cùng 7 người bảo vệ cũng bám sát phía sau. Nhìn thấy chiếc xe tôi đang lái, Hạ Chí Vân cảm thấy nghi ngờ. Khi nào cô ấy có tiền mua BMW kép rồi? Nhưng chưa kịp suy nghĩ thêm thì điện thoại anh ta đã reo lên. Nhận cuộc gọi, giọng nói ngọt ngào của Tiểu Kiều vang lên bên tai. Lần đầu tiên, Hạ Chí Vân cảm thấy khó chịu. Tôi không biết tình hình của Hạ Chí Vân sau đó ra sao. Để hoàn thành nhiệm vụ tiêu tiền hôm nay, tôi lái xe đến một con phố nổi tiếng về đồ cổ. Cùng với 7 người bảo vệ từ 01 đến 07, tôi bước vào đó. Đến cửa hàng đồ cổ có tên Cửu Bảo Trai, trong cửa hàng không có nhiều người. Tôi chỉ thấy một người già đang lau chùi cẩn thận đồ vật ở quầy. Chào ông, tôi muốn mua một bộ ấm chén từ xa. Biệt thự của tôi có phòng trà, nhưng không có ấm chén. Người già ngừng công việc đang làm, cô gái hiểu biết về trà. Tôi không lừa ông đâu, tôi không hiểu biết nhiều về trà. Chỉ là phòng trà nhà tôi thiếu một bộ ấm chén, giá bao nhiêu cũng được. Tôi chủ yếu muốn tiêu tiền, không hiểu biết về trà thì mua bộ ấm chén gốm sứ bên ngoài là được rồi, nói như vậy là không muốn bán rồi. Bà cứ nói xem làm sao thì mới bán cho tôi, giá cả không thành vấn đề. Cô thực sự muốn mua. Người già nhìn tôi. Đương nhiên, chỉ cần cô vượt qua thử thách của tôi sẽ bán bộ ấm chén từ xa này cho cô. Thử thách gì? Tôi cảnh giác nhìn người già. Tôi không dễ bị lừa đâu. Yên tâm, không phải là thử thách giết người phóng hỏa đâu. Cô chỉ cần xem tôi pha trà, pha thành công một ấm trà là coi như vượt qua. Người già dẫn tôi đến phòng trà trong cửa hàng, bắt đầu pha trà. Tôi chăm chú nhìn. Phải nói rằng, những người bán đồ cổ vẫn có một chút phong thái cổ xưa. Mặc dù tôi chưa từng tiếp xúc với nghệ thuật pha trà, nhưng trí nhớ của tôi rất tốt, ghi nhớ tất cả các động tác của ông ấy. Tôi bắt chước từng động tác, từng cử chỉ của ông ấy. Cuối cùng, tôi cũng đã pha thành công một ấm trà. Lý Bình Chân nhìn thấy động tác pha trà của tôi, thầm gật đầu. Cô bé này cũng có chút năng khiếu. Bộ ấm chén từ xa này là tôi nhận được từ tay một người bạn, là đồ cổ từ thời nhà Tống, coi như là báu vật gia truyền. Nếu không phải nhà tôi gặp khó khăn, cần tiền gấp thì họ cũng không bán. Tôi không lừa cô, 2 triệu, cô cứ lấy đi. Tôi cầm bộ ấm chén từ xa xem kỹ một lúc. Mặc dù không hiểu biết nhiều, nhưng khi chạm vào thì cảm giác rất tốt. Có thể quẹt thẻ không ạ? Tôi dùng tay trái đưa thẻ đen cho Lý Bình Chân. Nhìn thấy thẻ của tôi, ông cụ hơi nhướng mày. Không ngờ hôm nay lại gặp được một vị khách giàu có. Được rồi, tôi gói lại cho cô. 07 đi theo tôi, tự giác giúp tôi xách đồ. Lý Bình Chân thấy các bảo vệ đi theo tôi, hơi ngạc nhiên vì tôi lại mang theo bảo vệ. Nhưng nghĩ rằng đây là phố đồ cổ, cũng không có gì lạ. Rời khỏi cửa hàng đồ cổ, tôi tiếp tục đi dạo trên phố.
ở đây mua vài món đồ vài triệu, ở kia mua vài món vài chục triệu, số tiền còn lại 2,95 triệu cũng chẳng biết lúc nào đã tiêu hết. Hoàn thành nhiệm vụ tiêu 5 triệu trước 0 giờ đêm nay, yêu cầu phải quẹt thẻ bằng tay trái. Phần thưởng nhiệm vụ được kích hoạt, gấp 4 lần, 20 triệu đã được chuyển vào thẻ của ký chủ, cùng với quyền sở hữu khu nhà ở ven Hồ Ngọc của Thiên Tân. Giấy tờ liên quan đã được đưa vào ba lô hệ thống, xin ký chủ kiểm tra. Khi nhận được thông báo hoàn thành nhiệm vụ, tôi vừa dừng lại trước một sạp hàng bán dây thừng thủ công. Quay đầu lại, tôi mới nhận ra 7 người bảo vệ đã cầm rất nhiều đồ. Hình như mua nhiều quá rồi. Hôm nay đến đây thôi, chúng ta về nhà. Tôi vẫy tay một cái. Khoảnh khắc quyết định về nhà, 7 người từ 01 đến 07 đều như chút được gánh nặng. Được cử đến bên ký chủ của hệ thống để thực hiện nhiệm vụ cũng không phải là điều dễ dàng. Chủ sạp bán dây thừng thủ công cũng sắp khóc rồi. Cơ hội gặp được quý nhân cuối cùng cũng không đến với mình. Sáng sớm hôm sau, hệ thống lại làm phiền giấc ngủ của tôi. Theo luật pháp tối cao của hệ thống liên tinh, thứ bảy là ngày nghỉ, ký chủ không cần hoàn thành nhiệm vụ tiêu tiền. Ngày nghỉ, ký chủ có thể sử dụng tối đa 10 triệu, không bắt buộc, không cộng dồn, không kích hoạt phần thưởng gấp đôi, không có phần thưởng. Nghe thấy hệ thống cũng có ngày nghỉ, tôi rất ngạc nhiên. Nhưng khi thấy việc sử dụng hạn mức không bắt buộc, tôi thở phào nhẹ nhõm. Mỗi ngày đều phải vắt óc nghĩ cách tiêu tiền, thật sự rất đau đầu. Tôi đánh răng, rửa mặt, bước ra khỏi phòng, chuẩn bị làm bữa sáng cho mình. Chào buổi sáng, tiểu thư. Bên tai bỗng vang lên một giọng nói trầm ấm. Tôi giật mình, lùi lại theo bản năng. Nhìn kỹ thì hóa ra là bảo vệ 07. Tiểu thư, bữa sáng đã chuẩn bị xong, có thể dùng bữa bất cứ lúc nào. 07 mặc một bộ vest đen, vóc dáng chuẩn, thái độ cung kính, hơi cúi người, trông giống như một quản gia giỏi giang. Anh biết nấu ăn. Họ không phải là bảo vệ sao? Tôi vốn định khi nào rảnh sẽ tuyển thêm một vài đầu bếp, như vậy sẽ không phải tự nấu ăn nữa. Hơn nữa, biệt thự số 1 quá lớn, ngoài đầu bếp ra, tôi còn phải tuyển thêm vài người giúp việc và một quản gia. Vâng, trước đây tôi từng là đầu bếp trong một gia đình giàu có. Wow, tôi nhìn 07 bằng ánh mắt khác hẳn. Hệ thống tiêu tiền vô cực tặng 7 người bảo vệ, kèm theo một đầu bếp. Sao tôi lại gặp được chuyện tốt như vậy? Đến phòng ăn, nhìn thấy bữa sáng bày biện trên bàn, tôi biết rằng tay nghề của 07 chắc chắn không đơn giản. Nhiều quá, tôi ăn không hết, anh gọi những người khác đến ăn cùng đi. À, khi các anh đến đây chắc là không mang theo quần áo để thay. Hôm nay tôi rảnh, cùng đi trung tâm thương mại, tôi sẽ chọn cho các anh vài bộ đồ. Tôi nuốt miếng há cảo trong miệng, mới chú ý đến việc họ vẫn mặc bộ đồ hôm qua. Mặc dù biệt thự có máy sấy, quần áo qua một đêm chắc chắn là khô, nhưng cũng không thể để họ cứ mặc một bộ đồ mãi được. 07 rất muốn nói rằng quần áo do hệ thống trang bị có chức năng tự làm sạch, nhưng thấy tôi nói nghiêm túc, anh ấy không nói gì. Vâng, tiểu thư, tôi sẽ thông báo cho mọi người. Một lúc sau, mọi người đến trung tâm thương mại. Hôm nay là ngày của các anh, thấy gì thích thì cứ nói, tôi bao. Cảm ơn tiểu thư đã hào phóng. Giọng nói này vang lên như sấm, muốn tôi bao chọn trung tâm thương mại à? Kín đáo, mau vào chọn đồ đi, thích phong cách nào cũng được, không bắt buộc phải mặc vest, đeo kính râm. Vừa dứt lời, ánh mắt của vài người bảo vệ sáng lên. 07 thích đồ của cửa hàng kia. 07 là người đầu tiên lên tiếng. Tôi nhìn theo hướng ngón tay anh ấy chỉ, hóa ra là một cửa hàng thời trang mang phong cách cyberpunk. Được rồi, trước tiên đến cửa hàng đó, các anh cũng xem, nếu có gì thích thì nói với tôi. Vừa lúc mấy người đang đi về phía cửa hàng đó, tôi lại nghe thấy giọng nói quen thuộc, cao ngạo ấy. Em gái à, chị à, giọng nói yếu ớt này, tôi không cần đoán cũng biết là ai. Cô là ai? Cô và họ có quan hệ gì? Nghe giọng điệu này là biết rồi. Cô có thái độ gì vậy? Dù sao tôi cũng là mẹ cô. Trương Y Kỳ vốn đã có thành kiến với cô con gái xuất hiện bất ngờ này, bây giờ càng không thích cô ta. Cô nói chuyện với tôi như thế nào? Tôi sẽ nói chuyện với cô như vậy. Các người có việc gì không? Không có thì tôi đi đây. Tôi đang bận, mỗi giây họ làm tôi chậm trễ đều có thể khiến tôi không tiêu hết 10 triệu tiền tiêu vặt trong ngày. Chị à, tôi liếc nhìn Hạ Tiểu Kiều giả vờ đáng thương. Tôi là trẻ mồ côi, không có sở thích nuôi em gái. Hơn nữa, sinh nhật của chúng ta cùng ngày, ai ra đời trước còn chưa chắc nữa. Chưa làm rõ mọi chuyện thì đừng có gọi lung tung. Vân, Hạ Chí Vân. Hạ Chí Vân và Hạ Tiểu Kiều không ngờ rằng tôi không chỉ đối xử tệ với họ mà còn với cả người lớn tuổi và em gái mới xuất viện. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, sau này gặp nhau cứ coi như không quen biết. Anh Hạ, anh có phải là không hiểu tiếng người không? Mỗi lần gặp nhau đều phải cãi nhau một trận, tôi thật sự rất phiền. Tôi quay người định rời đi. Đợi đã,
Hôm qua anh đã nói với em, ngày mai là tiệc sinh nhật của ông nội, em phải tham dự với tư cách là con gái nhà họ Hạ. Hôm nay chúng ta đến đây để chọn lễ phục cho Tiểu Kiều, đã đến đây rồi thì cùng đi luôn. Tôi nhìn Hạ Chí Vân, anh cứ nhất quyết muốn tôi tham dự tiệc sinh nhật này à? Nhận được câu trả lời khẳng định, tôi mỉm cười. Được rồi, như anh nói, tôi sẽ tham dự, lễ phục tôi tự chọn, nhưng hy vọng anh đừng hối hận. Tôi định đi, đợi đã, tôi nhắm mắt lại, tự nhủ phải bình tĩnh. Sau một lúc, tôi quay lại. Còn chuyện gì thì nói một lần cho xong. Cô vẫn chưa nói cô và họ có quan hệ gì. Trương Y Kỳ nhíu mày, không kiên nhẫn nói. Chị đừng tức giận, mẹ cũng chỉ là quan tâm đến em thôi. Dù sao em cũng là con gái, lại đi dạo trung tâm thương mại với nhiều chàng trai như vậy. Hạ Tiểu Kiều nói chưa dứt lời thì đã bị tôi cắt ngang. Cô là người như thế nào thì mới nghĩ người khác cũng là người như vậy. Nhìn xem, một thân vest đen, đeo kính râm. Nhìn bộ vest đen, đeo kính râm này, ngoài bảo vệ ra thì ai lại nghĩ đến hướng khác chứ? Cô nên ngoan ngoãn một chút, đừng ép tôi phải ra tay. Hạ Tiểu Kiều làm ra vẻ bị dọa sợ, vẻ mặt sợ hãi, núp sau lưng Trương Y Kỳ. Con bé này, nó định làm gì vậy? Tiểu Kiều mới xuất viện, con định khiến nó vừa mới xuất viện lại phải nhập viện à? Tôi nói vài câu là có thể khiến Tiểu Kiều phải nhập viện à? Hạ Tiểu Kiều có phải là đang giả vờ không? Bà Trương, tôi hy vọng bà hiểu rõ một điều, tôi không phải là con nuôi của các người. Mỗi đồng tiền tôi tiêu đều là tiền của tôi, nhà họ Hạ, bất cứ ai cũng không có tư cách can thiệp vào tôi. Những lời nói của tôi khiến mẹ con họ Hạ câm nín. Chỉ có Hạ Tiểu Kiều, trong góc khuất mà không ai nhìn thấy, ánh mắt như chứa đầy chất độc. Nói xong, tôi dẫn các bảo vệ vào cửa hàng thời trang. Tôi cũng là một người phụ nữ giàu có nổi tiếng trong trung tâm thương mại này. Nhân viên trong cửa hàng thấy tôi, rất nhiệt tình chào đón. Mẹ ơi, anh trai ơi, cửa hàng này hình như bán đồ nam. Chị ấy đang mua quần áo cho mấy chàng trai kia sao? Hạ Tiểu Kiều điều chỉnh lại cảm xúc, bắt đầu diễn trò. Quả nhiên là lớn lên bên ngoài, tính tình cũng bị càn quấy rồi. Chí Vân, sau này con phải để ý đến cô ta, đừng để cô ta làm xấu mặt nhà họ Hạ. Trương Y Kỳ hoàn toàn không có chút thương xót nào dành cho con gái. Hạ Chí Vân liếc nhìn Hạ Tiểu Kiều, cảm xúc hơi phức tạp. Nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Con biết rồi, được rồi, đừng để ý đến cô ta nữa. Lễ phục của Tiểu Kiều chúng ta vẫn chưa chọn xong. Đừng để những người không liên quan làm hỏng tâm trạng của chúng ta. Trương Y Kỳ khoác tay Hạ Tiểu Kiều, dẫn cô ta đến cửa hàng may đo mà họ thường đến. Gói lại tất cả những bộ này cho tôi, xin phiền mang theo cả size cho những anh chàng này. Tôi không bảo họ gói 70 bộ. Nếu gói từng bộ thì mất quá nhiều thời gian. Nhân viên thấy tôi lấy một lúc nhiều bộ, đều cười tít mắt. Quả nhiên là cô gái giàu có nổi tiếng trong trung tâm thương mại. Chỉ mấy bộ này thôi cũng là doanh thu của họ trong vài ngày rồi. Thanh toán xong, tôi dẫn mọi người đến cửa hàng thứ hai. Nhờ có thành tích trước đó của tôi trong trung tâm thương mại, biết tôi muốn mua quần áo cho 7 người bảo vệ, nên hôm nay tất cả các cửa hàng đồ nam trong trung tâm thương mại đều đang háo hức trông đợi. Vừa lúc chúng tôi đang mua sắm vui vẻ, thì một giọng nói vang lên. Cô Vân, gặp lại rồi. Lục Vân Khuê không ngờ rằng chỉ là đi kiểm tra trung tâm thương mại, lại gặp tôi đang mua sắm. Nhìn thấy tôi đang ở cửa hàng đồ nam, Lục Vân Khuê hơi nghi ngờ. Cô Vân, đây là mua quần áo tặng bạn trai à? Khi hỏi câu này, bản thân Lục Vân Khuê cũng không nhận ra mình đang nắm chặt tay. Không phải, là mua cho mấy người bảo vệ này. Nghe vậy, bàn tay nắm chặt của Lục Vân Khuê mới được thả lỏng. Vậy thì tôi không làm phiền cô Vân nữa, chúc cô mua sắm vui vẻ. Nếu gặp phải vấn đề gì, cô Vân có thể gọi điện thoại cho tôi bất cứ lúc nào. Lời nói của Lục Vân Khuê đã nâng cao vị thế của tôi trong trung tâm thương mại lên một bậc. Vừa lúc Lục Vân Khuê định dẫn mọi người rời đi thì một bóng trắng bất ngờ xuất hiện, chặn anh ta lại. Vân Khuê ca ca, đúng là anh. Giọng nói ngọt ngào này, không phải Hạ Tiểu Kiều thì còn ai nữa. Cô ta vui vẻ định lao vào người Lục Vân Khuê. Lục Vân Khuê nhanh chóng lùi lại. Những người bảo vệ đi theo cũng kịp thời ngăn cản Hạ Tiểu Kiều đang lao tới. Hạ Tiểu Kiều bị họ cản lại, giãy giụa dữ dội. Vân Khuê ca ca, các anh thả em ra, đợi đã, mau thả con gái tôi ra. Ban ngày ban mặt mà cũng muốn bắt cóc người ta, có còn pháp luật không? Trương Y Kỳ đột nhiên chạy tới chặn đường. Bà ta đã lớn tuổi, mấy người bảo vệ hành động không được tự nhiên, thật sự để cho Hạ Tiểu Kiều thoát khỏi sự khống chế. Vừa được tự do, cô ta lại một mực chạy về phía Lục Vân Khuê. Nhưng bảo vệ nhanh mắt đã ngăn cô ta lại, cách Lục Vân Khuê 3 mét. Không còn cách nào, cô ta chỉ có thể đứng cách đó 3 mét, bắt đầu tự giới thiệu. Ca ca Vân Khuê, em là Hạ Tiểu Kiều, chúng ta đã gặp nhau trong tiệc sinh nhật của ông cụ Lý rồi, anh không nhớ em à? Tôi không quan tâm cô là Hạ Tiểu Kiều hay Thượng Tiểu Kiều,
nếu cô còn dám chắn trước mặt tôi sẽ cho cô biết tập đoàn Hạ Thị sẽ phá sản như thế nào. Lục Vân Khuê, người đã ngồi vững ở vị trí chủ tịch tập đoàn Lục Thị từ năm 25 tuổi, không phải là kẻ vô dụng. Hơn nữa, anh ta luôn không gần nữ sắc. Tôi đang xem kịch ở cửa hàng Đồ Nam, nghe thấy cách Lục Vân Khuê xử lý Hạ Tiểu Kiều, không nhịn được cười. Lục Vân Khuê quay đầu nhìn về phía tôi, khóe miệng hơi nhếch lên. Cô Vân, xem kịch thấy hài lòng chứ? Ừm, rất hài lòng. Tôi gật đầu một cách nghiêm túc. Vân, cô còn cười được, không thấy Tiểu Kiều bị bắt nạt thành ra thế nào à? Bà Trương, bà đã nhiều chuyện rồi đấy, tôi cười thì cũng phải quản à. Hơn nữa, rõ ràng là con gái bà ta muốn lao vào người anh Lục, anh ấy chỉ bảo vệ ngăn cản cô ta, không báo cảnh sát, không mắng cô ta là đã rất rộng lượng rồi. Chị à, nghe Hạ Tiểu Kiều gọi mình là chị, Lục Vân Khuê nhướng mày. Hình như mấy người này có chuyện gì đó. Cô Hạ, cái tật tùy tiện gọi người khác là anh chị này của cô thật là không tốt chút nào. Lục Vân Khuê gật đầu. Đúng là không tốt chút nào. Vân, Tiểu Kiều mới xuất viện, anh không thể nhường nhịn em ấy một chút sao? Vì em ấy và anh Lục quen biết, anh hãy nói với anh Lục giúp em ấy. Tiểu Kiều cũng không cố ý, chỉ là thích anh Lục quá nên hơi thất lễ. Nhưng anh tin rằng anh Lục là người rộng lượng, sẽ không so đo với Tiểu Kiều. Không phải, tôi là người rất nhỏ nhen. Xin bà Trương quản lý tốt cô Hạ này, đừng để cô ta xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nếu không, tôi có thể sẽ không vui, sẽ thâu tóm vài công ty để giải tỏa tâm trạng. Biết rồi, tôi nhất định sẽ nhắc nhở kỹ cô ấy. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt anh Lục nữa. Trước đó, vì quá lo lắng nên tôi mới không kiểm soát được thái độ. Trương Y Kỳ chỉ muốn Lục Vân Khuê bỏ qua cho họ. Dù sao thì Hạ Thị so với Lục Thị thì không có gì để so sánh. Nghe mẹ nói vậy, Hạ Tiểu Kiều không muốn. Cô ta vẫn muốn trở thành thiếu phu nhân nhà họ Lục. Tiểu Kiều, anh Lục đang giận, chúng ta về nhà trước nhé. Trương Y Kỳ ra hiệu cho Hạ Tiểu Kiều. Bà ta biết Hạ Tiểu Kiều thích Lục Vân Khuê. Bà ta cũng rất ưng ý Lục Vân Khuê làm con rể. Nhưng bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Hạ Tiểu Kiều hiểu ý của Trương Y Kỳ. Dù không muốn nhưng cuối cùng vẫn phải nhượng bộ. Mẹ con họ Hạ rời đi, Lục Vân Khuê mới quay lại nhìn tôi. Vừa rồi quên nói chuyện về khu đất ở vùng ngoại ô rồi. Không biết cô Vân khi nào rảnh, chúng ta ngồi xuống nói chuyện kỹ hơn. Được thôi, hiện tại tôi tạm thời không đi làm. Anh Lục có thời gian thì cứ tìm tôi bất cứ lúc nào. Tôi rất muốn hợp tác với Lục Thị để phát triển khu đất ở vùng ngoại ô. Vậy thì 10 giờ sáng mai, cô Vân đến Lục Thị tìm tôi. Kế hoạch dự án mà tôi đưa cho cô trước đó chỉ là bản sơ lược. Kế hoạch chi tiết chúng tôi chỉ lưu hành nội bộ, không được mang ra khỏi trụ sở của Lục Thị. Nên phải phiền cô Vân đến Lục Thị một chuyến. Không thành vấn đề, ngày mai tôi sẽ đến đúng giờ. Vừa chia tay với Lục Vân Khuê, điện thoại tôi đã nhận được rất nhiều tin nhắn. Mở ra xem, tôi trợn tròn mắt. Tất cả đều là thông báo tiền vào tài khoản ngân hàng, 100 tỷ, nhìn thấy điều này, tôi ngây người. Hóa ra là tiền thuê nhà từ khu đất mà hệ thống tặng đã được chuyển đến tài khoản. Tiền thuê của khu Nam ngoại ô ít hơn một chút, mỗi tháng 500 triệu. Tiền thuê theo quý, tức là 1,5 tỷ. Còn tòa nhà Đỉnh Tư, toàn bộ tòa nhà có 8.800 văn phòng mỗi tháng 303.000, tổng cộng là 7,92 tỷ. Cộng thêm tiền phí bãi đậu xe, tổng cộng là gần 10 tỷ. Tuy nhiên, tôi nhanh chóng bình tĩnh lại. Là công dân hợp pháp, tất nhiên là phải đóng thuế. Vì vậy, tôi giao việc này cho Lãnh, người được hệ thống chọn làm bảo vệ, trước đây từng làm đủ mọi công việc. Hôm nay là thứ Bảy, ngày nghỉ của hệ thống, tôi không cần phải hoàn thành nhiệm vụ tiêu tiền. Tôi, một người lao động kiếm 10 triệu mỗi ngày. Hôm nay tôi hẹn Lục Vân Khuê đến Lục Thị để thảo luận về dự án phát triển vùng ngoại ô. Vì vậy, tôi đến sớm ở dưới tòa nhà của Lục Thị. Nếu đặt vào trước đây, tôi không dám mơ tưởng đến việc mình sẽ đặt chân đến Lục Thị, huống chi là đi thương thảo dự án với chủ tịch Lục Thị. Tôi đi thẳng đến tầng cao nhất của tòa nhà. Lục Vân Khuê đã ở đó chờ tôi. Sau một hồi xã giao lịch sự, Lục Vân Khuê đặt kế hoạch chi tiết về khu nghỉ dưỡng suối nước nóng ở vùng ngoại ô trước mặt tôi. Nhìn những thông tin trên máy tính, tôi đã cảm nhận được khoản đầu tư khổng lồ cho dự án này và sự quan tâm của Lục Thị đối với nó. Tôi xem kỹ toàn bộ kế hoạch, phải thừa nhận rằng, dù tôi là người ngoại đạo, nhưng vẫn cảm thấy dự án này có triển vọng rất tốt. Tuy nhiên, tôi vẫn tuân theo phương thức hợp tác đã đề xuất trước đó. Tôi có thể cùng Lục Thị phát triển dự án, việc phát triển khu đất của tôi do tôi tự chịu trách nhiệm, Lục Thị chỉ cần đóng tiền thuê là có thể sử dụng hoặc cải tạo khu đất này, không cần phải chia sẻ lợi nhuận với tôi. Chẳng phải là một chuyện win-win sao? Nghe tôi nói, Lục Vân Khuê hơi nhíu mày. Nếu hàng năm đều phải đóng tiền thuê, thì sẽ phải thêm một khoản chi phí trong quá trình phát triển dự án.
Cô Vân, cô định giá tiền thuê bao nhiêu? Tôi cũng không muốn chiếm lợi của các người, tôi sẽ giảm 10% giá thị trường cho các anh, một năm 10,8 tỷ, có thể thanh toán theo quý, mỗi quý 2,7 tỷ. Lục Vân Khuê nhanh chóng tính toán trong lòng, cuối cùng quyết định phương thức thanh toán tiền thuê nhà hàng năm sẽ tốt hơn so với chia lợi nhuận. Hai người thảo luận kỹ lưỡng về việc hợp tác, cuối cùng đã ký hợp đồng. Nhìn hợp đồng cho thuê mới được ký kết trong tay, tôi nở nụ cười rạng rỡ. Lại là một ngày thu tiền thuê nhà. Đúng lúc tan làm, Lục Vân Khuê nói. Cô Vân, nếu cô không chê, tôi mời cô ăn tối để chúc mừng hợp tác thành công, nếu không thì thật sự là khách sáo quá. Tôi có ấn tượng tốt về Lục Vân Khuê, không ngại việc anh ta mời ăn tối. Hai người nhanh chóng đến Lưu Tiên Các, một nhà hàng nổi tiếng ở Thiên Tân. Sau khi gọi món, một lúc lâu hai người đều không nói gì, bầu không khí có chút ngượng ngùng. Đúng lúc này, điện thoại của tôi reo lên. Hai người đều thở phào nhẹ nhõm. Cuộc gọi này thật đúng lúc. Tôi vừa nghe máy, bên kia đã nói thẳng vào vấn đề. Chào cô Vân, tôi là Vương Trung Tâm, quản lý bất động sản của khu nhà ở ven Hồ Ngọc. Hôm qua, tôi nhận được thông tin khu nhà ở này đã được cô Vân mua chọn. Gọi điện thoại là muốn hỏi cô xem có cần cho thuê các căn hộ trong khu nhà ở này không. Công ty quản lý của chúng tôi có thể thay mặt cô thực hiện việc này. Nghe vậy, tôi mới nhớ ra, hôm qua sau khi hoàn thành nhiệm vụ tiêu tiền ở phố đồ cổ, hệ thống đã trực tiếp tặng cho tôi một khu nhà ở. Anh không nhắc, tôi suýt nữa quên mất, nhà ở chắc chắn là phải cho thuê. Chiều nay 2 giờ, tôi đến xem, anh cứ bảo người chuẩn bị hồ sơ trước đi. Khu nhà ở ven Hồ Ngọc là một khu nhà mới được xây dựng, tôi không biết hệ thống đã thao tác như thế nào mà lại mua được cả khu nhà. Bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy không thể tin được. Nhưng điều đó không quan trọng, tôi chỉ cần biết mọi thủ tục đều hợp pháp, hợp lệ, đóng thuế đầy đủ là được. Được rồi, tôi thay mặt tất cả nhân viên của công ty quản lý bất động sản, mong chờ sự hiện diện của cô. Tôi bị lời nói của Vương Trung Tâm làm cho ngại ngùng, vội tìm cớ kết thúc cuộc gọi. Khu nhà ở của cô Vân khá là nhiều, không chỉ ở Nam Ngoại ô có đất, ở Tây Ngoại ô cũng có đất, thậm chí còn có cả nhà. Lục Vân Khuê nói với giọng điệu trêu chọc, khóe mắt có một tia tò mò mà bản thân anh ta cũng không nhận ra. Lục Tổng đừng chọc tôi, tài sản của tôi so với Lục Thị thì không đáng là bao. Không giống nhau, Lục Thị đúng là rất lớn, nhưng chủ yếu là đầu tư vào các dự án khác nhau, số dư tài khoản của công ty không nhất định là nhiều. Còn Vân thì thu tiền thuê nhà, tiền thu về đều là dòng tiền mặt. Đến lúc cần thiết, có thể Vân còn nhiều tiền hơn anh. Tôi không phủ nhận lời nói của Lục Vân Khuê. Thực sự là tài khoản của tôi có hơn 100 tỷ, tất cả là nhờ vào tiền thuê nhà và phần thưởng của hệ thống. Sau khi đồ ăn được dọn lên, hai người ăn uống trong bầu không khí thoải mái. Lục Vân Khuê ăn xong liền về Lục Thị tiếp tục làm việc. Còn tôi lái xe đến khu nhà ở ven Hồ Ngọc. Vừa xuống xe, tôi đã được Vương Trung Tâm nhiệt tình chào đón. Cô Vân, đây là tất cả hồ sơ của công ty quản lý bất động sản, cô xem nhé. Công ty quản lý bất động sản là do công ty phát triển thuê để giúp chủ nhà mới giải quyết các vấn đề. Không ngờ cuối cùng cả khu nhà ở lại được một người mua hết. Tôi cầm hồ sơ xem, xác nhận không có vấn đề gì lớn thì thôi không quan tâm nữa. Đi xem nhà thôi. Vương Trung Tâm tất nhiên là đồng ý ngay, vội vàng dẫn tôi lên xe tuần tra, đưa tôi đi xem toàn bộ khu nhà ở và một số tòa nhà. Xác nhận không có vấn đề gì mới yên tâm. Việc cho thuê các căn hộ trong khu nhà ở này tôi giao cho công ty quản lý của các anh. Cứ thu tiền thuê bình thường theo giá thị trường là được, ngày mai tôi đến ký hợp đồng. Nghe thấy tôi giao toàn bộ việc cho thuê khu nhà ở cho họ, mắt Vương Trung Tâm cười đến mức chỉ còn một khe nhỏ. Giải quyết xong chuyện ở khu nhà ở ven Hồ Ngọc, tôi mới nhớ ra đã hứa với Hạ Chí Vân là hôm nay sẽ tham dự tiệc sinh nhật của ông nội nhà họ Hạ. Tôi tìm một studio làm tóc và trang điểm, sau khi hoàn thành thì lái xe đến nơi tổ chức tiệc sinh nhật của nhà họ Hạ. Vừa định bước vào, tôi bị nhân viên ở cửa chặn lại. Xin chào, mời cô xuất trình thiệp mời. Trời ạ, Hạ Chí Vân mấy lần dụ tôi tham dự tiệc sinh nhật nhà họ Hạ, nhưng không hề nghĩ đến việc phải đưa thiệp mời cho tôi. Tôi tức giận, lấy điện thoại ra, gọi cho Hạ Chí Vân. Không ngờ điện thoại đổ chuông một lúc lâu vẫn không ai bắt máy. Tôi cúp máy, nhìn nhân viên đang chặn tôi, nói. Hãy nói với Hạ Chí Vân, nếu không thật lòng thì đừng có rủ người ta, thiệp mời thì đâu. Từ đầu đến cuối, Hạ Chí Vân không hề nhắc đến chuyện thiệp mời. Chỉ vì anh ta nhiều lần dụ tôi mới đồng ý đến. Nếu không phải anh ta nhiều lần dụ tôi còn chẳng biết ông nội anh ta sinh nhật ngày nào. Tôi ném luôn món quà dành cho ông nội nhà họ Hạ vào thùng rác. Chúng ta đi thôi, nhà họ Hạ tôi không cần. Vân, đợi đã. Hạ Chí Vân lớn tiếng gọi tên tôi. Nhưng tôi hoàn toàn không có ý định dừng lại. Tuy nhiên, giày cao gót vẫn không chạy nhanh bằng giày thể thao,
cuối cùng tôi vẫn bị Hạ Chí Vân chặn lại. Anh Hạ, đây là ý gì? Mời tôi đến tham dự tiệc sinh nhật, nhưng lại không cho tôi thiệp mời. Tôi là một đứa con gái mồ côi, vừa được các người tìm thấy, tôi là dân quê. Không biết tham dự tiệc cần thiệp mời à? Anh cũng sẽ không biết. Anh đã nói bao nhiêu lần để tôi tham dự tiệc sinh nhật, sao mỗi lần đều quên đưa thiệp mời cho tôi? Tôi biết rồi, anh không phải là cố ý chứ. Chẳng lẽ vì sợ tôi làm khó Tiểu Kiều nên mới dùng chiêu này để cảnh cáo tôi, đừng có đối đầu với cô ta. Tôi lạnh lùng nhìn Hạ Chí Vân, Lâm Y rất nhanh trí, tiến lên ngăn Hạ Chí Vân lại. Tiểu thư, cô đi trước đi, lát nữa tôi sẽ đến. Tôi dành cho Lâm Y một ánh mắt tán thưởng, dẫn theo những người khác, nhanh chóng đi qua Hạ Chí Vân, trực tiếp vào thang máy. Khi Hạ Chí Vân chạy ra ngoài, có không ít người đi theo. Nghe thấy tôi mắng Hạ Chí Vân té tát, ánh mắt của họ đều sáng lên. Gia đình họ Hạ lại có chuyện thật giả con gái. Bữa tiệc sinh nhật của ông nội nhà họ Hạ cuối cùng cũng kết thúc trong sự hỗn loạn. Ông nội nhà họ Hạ tức giận bỏ về. Hôm sau, hệ thống vẫn đúng hẹn, bắt đầu tuần mới. Xin ký chủ tiêu hết 30 triệu trước 0 giờ đêm nay, phần thưởng sẽ được mở khóa sau. Sau khi ăn sáng mà không bảy làm, tôi lái xe đến khu nhà ở ven Hồ Ngọc. Vương Trung Tâm đã ra ngoài để đón tôi. Nhưng khi đến trước cửa văn phòng của họ, Vương Trung Tâm lại lộ vẻ mặt lo lắng. Chưa kịp hỏi thăm thì tôi nghe thấy tiếng la hét chói tai. Tôi đã nói là tôi muốn mua nhà ở đây. Toàn bộ số tiền tôi đều có, các người lại để tôi chờ 10 phút. Đây là cách các người đối xử với khách hàng sao? Nghe vậy, tôi hơi ngạc nhiên. Chẳng phải cả khu nhà ở này đều đã được tôi mua rồi sao? Tại sao bà ta lại muốn mua nhà ở đây? Chúng tôi đã giải thích với bà ta rồi, nhưng vị khách này khẳng định rằng con gái bà ta sẽ theo học nghiên cứu sinh tại Đại học Thiên Tân vào mùa hè năm nay. Nơi này gần trường học nên họ muốn mua nhà ở đây. Đi thôi, vào trong xem. Tôi cùng Vương Trung Tâm bước vào văn phòng, không ngờ lại gặp người quen. Vân, sao cô lại ở đây? Hóa ra, hai người này chính là mẹ con Trương Y Kỳ và Hạ Tiểu Kiều. Cô định mua nhà ở đây, sao không hỏi rõ đây là nhà của ai? Hạ Tiểu Kiều hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, nhưng cô ta nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm. Chị cũng đến đây mua nhà à? Chị mới ra trường đã có tiền mua nhà ở đây. Thật là giỏi. Cô muốn nói là tôi mới ra trường đã có tiền mua nhà, không biết tiền từ đâu mà có, chẳng lẽ là làm tiểu tam, được ông già nào đó tặng cho. Thế thì tôi rất tò mò, người nào có thể mua toàn bộ khu nhà ở này? Hay là cô nói cho tôi biết để tôi mở rộng tầm mắt? Những lời nói của tôi khiến Hạ Tiểu Kiều không thể phản bác, chỉ có thể tức giận. Cô nói toàn bộ khu nhà này đều là của cô. Trương Y Kỳ đột nhiên lên tiếng. Đúng vậy, có vấn đề gì à? Khu nhà ở ven Hồ Ngọc vừa mới mở bán, đã bị một đại gia bí ẩn mua hết. Chuyện này đã lan truyền trong giới Thiên Tân rồi. Vương Trung Tâm ở đây đang thực hiện việc cho thuê, rất nhanh mọi người sẽ điều tra ra tôi. Cho nên tôi cũng không định giấu giếm chuyện này. Em gái cô năm nay sẽ học nghiên cứu sinh ở Đại học Thiên Tân, nơi này gần trường học. Vậy thì, đây là nhà của mình, cô chọn một căn đẹp để chuyển cho em gái đi. Nghe xong những lời của Trương Y Kỳ, tôi ngây người. Rốt cuộc là ai đã cho bà ta đủ can đảm để nói ra những lời này? Bà Trương, bà cho rằng tôi và bà có quan hệ rất tốt à? Hay là bà cho rằng tôi là kẻ ngốc? Nhà ở đây tôi không bán, cũng không chuyển nhượng. Hạ Tiểu Kiều muốn ở cũng được, vừa hay tôi sắp bắt đầu cho thuê, mỗi tầng một căn, mỗi tháng 300.000, đặt cọc 3 tháng, tổng cộng là 1,8 triệu. Hai người quẹt thẻ hay thanh toán bằng tiền mặt? Tôi là mẹ cô có thái độ gì vậy? Thấy tôi không chịu nhượng bộ, Trương Y Kỳ không còn cách nào. Nhưng 1,8 triệu cũng không phải là một số tiền nhỏ, trắng trợn đưa cho tôi như vậy, bà ta không cam tâm. Không muốn nhận chúng tôi cũng không ép buộc, nhưng máu chảy ruột mềm, không chuyển nhượng cho Tiểu Kiều cũng được. Cô chọn cho Tiểu Kiều một căn có tầm nhìn đẹp để ở, tiền thuê thì miễn đi. Là chị gái thì nên quan tâm đến em gái. 1,8 triệu, không thể thiếu một đồng nào. Tôi thực sự muốn lật mặt. 1,8 triệu, sao cô không đi cướp đi? Hai người có thuê hay không? Nếu không thuê thì chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm. Lý do họ đến đây quấy rối nên tôi và Vương quản lý phải mất nhiều thời gian như vậy. Trương Y Kỳ tức đến nỗi nói không nên lời. Hạ Tiểu Kiều vội vàng an ủi bà ta. Mẹ đừng tức giận, nếu không lát nữa tiền thuê nhà sẽ không có. Tôi không muốn xem trò hề của mẹ con họ nữa. Vương quản lý, chúng ta sang bên kia ký hợp đồng. Chúng tôi đến bàn làm việc bên cạnh, bắt đầu thảo luận về việc cho thuê. Thấy tôi định ký hợp đồng ủy thác cho thuê với công ty quản lý bất động sản, Trương Y Kỳ tức giận. Không được, tôi không đồng ý. Vân có nhiều nhà như vậy, không nghĩ đến người nhà, lại đi hợp tác với người ngoài. Gia đình họ Hạ cũng có công ty bất động sản.
Tôi ghét nhất là bị người khác quấy rầy khi đang làm việc. Tôi trực tiếp nói, bà Trương, bà có quyền gì mà không đồng ý? Nhà này thuộc về tôi, mua nhà không dùng một đồng nào của bà có quyền gì can thiệp vào quyết định của tôi? Nhà họ Hạ cũng có công ty bất động sản, nhà của cô muốn cho thuê thì giao cho công ty của nhà mình quản lý sẽ an tâm hơn. Trương Y Kỳ nói một cách rất đương nhiên. Tôi lại cảm thấy giao cho các người thì càng không an tâm. Vương quản lý, nếu hợp đồng không có vấn đề gì thì ký đi. Nghe vậy, Vương Trung Tâm vội vàng ký tên và đóng dấu lên hợp đồng. Trương Y Kỳ muốn ngăn cản tôi ký hợp đồng, nhưng bị bảo vệ nhanh chóng chặn lại, chỉ có thể đứng cách tôi 1 mét. Nhìn tôi ký tên, bà ta tức giận đến mức không thể làm gì. Vân, con gái bất hiếu, ngày xưa sinh con ra tôi đã nên bóp chết con. Tôi mới sinh ra đã bị người ta đổi, bà muốn bóp chết thì chắc là sẽ làm tổn thương người khác. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Tôi nhìn Hạ Tiểu Kiều một cái. Hạ Tiểu Kiều chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, trong mắt nhìn Trương Y Kỳ có thoáng chút sợ hãi. Sau khi giải quyết xong chuyện của mẹ con họ, tôi được bảo vệ hộ tống rời khỏi khu nhà ở. Tôi vẫn chưa quên nhiệm vụ tiêu 30 triệu hôm nay. Ra khỏi khu nhà ở, tôi đi thẳng đến bệnh viện nhân dân số 1. Vào đến bệnh viện, tôi chọn khu vực nghỉ ngơi gần quầy thu phí nhất. Hệ thống có thể giúp tôi kiểm tra xem những người đến đóng tiền thu phí thuộc gia đình nào, tình hình ra sao, có đáng để tôi giúp đỡ không? Đây là nhiệm vụ tiêu tiền, tôi giúp người khác tiêu cũng được. Có thể cung cấp dịch vụ này cho ký chủ, xin ký chủ lưu ý nhận thông tin. Vì vậy, tôi ngồi trên ghế chờ đợi đối tượng thích hợp. Không một ngồi cạnh tôi, tư thế thẳng tắp, rõ ràng là một hình ảnh bảo vệ tận tâm và có trách nhiệm. Rất nhanh, đã có người đến quầy thu phí. Cùng lúc đó, trước mặt tôi xuất hiện một màn hình ảo, chỉ tôi có thể nhìn thấy. Trên màn hình là những thông tin do hệ thống chuẩn bị. Vương Lệ Minh, bệnh nhân ung thư máu, mẹ của Thẩm Đồng Đồng. Chồng qua đời vì đột quỵ do làm nhiều công việc để kiếm tiền chữa bệnh cho con. Tất cả tiền của bệnh viện là 200.000, chi phí phẫu thuật là 200.000. Sau khi đọc xong thông tin, tôi quyết định. Tôi dẫn theo 01, đi về phía quầy thu phí. Cảm ơn bệnh viện đã rộng lượng với chúng tôi, nhưng thật sự chúng tôi không đủ tiền. Đây là 50.000 tôi vừa mới vay mượn được, nhất định sẽ sớm kiếm đủ tiền. Xin các người đừng ngừng điều trị cho con gái tôi. Vương Lệ Minh vội vàng lấy ra chiếc túi vải trong lòng, chuẩn bị lấy tiền để đóng phí. Đợi đã. Giọng nói của tôi khiến Vương Lệ Minh dừng lại. Người thu tiền ở quầy cũng nhìn về phía tôi. Hai người đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô ấy nợ bệnh viện bao nhiêu tiền, cộng cả tiền phẫu thuật và chi phí điều trị sau này, tổng cộng là bao nhiêu? Tất cả chắc khoảng 500.000. Quẹt thẻ, tôi đưa thẻ đen của mình ra. Gì cơ, người thu tiền không hiểu ý tôi. Tôi nói là quẹt thẻ, cô ấy cần đóng bao nhiêu thì quẹt bấy nhiêu. Hoặc là quẹt nhiều hơn một chút, nếu thừa thì trả lại cho anh ấy. Coi như là tôi đóng tiền ăn uống bổ sung cho cô ấy sau khi điều trị. Tôi giơ tay ra hiệu cho người thu tiền nhanh lên. Vương Lệ Minh không biết nói gì. Cô ấy cảm thấy tôi như một thiên thần. Vì tôi muốn quẹt nhiều hơn, người thu tiền đã quẹt 600.000. Không những thanh toán hết nợ và tiền phẫu thuật, mà còn dư 200.000. Số tiền này đủ cho các chi phí sau này. Tôi và Vương Lệ Minh rời khỏi quầy thu tiền, nhường chỗ cho những người khác. Những người phía sau đều nhìn tôi với ánh mắt kỳ vọng, hy vọng tôi cũng sẽ quẹt thẻ thanh toán cho họ. Nhưng tiếc thay, tôi không có ý định làm vậy. Thực sự là quá cảm ơn cô. Đây là 50.000 mà tôi vừa kiếm được, tôi đưa cho cô trước. Cô cho tôi số điện thoại nhé, tôi nhất định sẽ trả lại tiền cho cô. Vương Lệ Minh thực sự không ngờ mình lại gặp may mắn như vậy. Không cần đâu, đây là tiền tôi tiêu cho bản thân mình. Hôm qua tôi đi chùa xem bói, vị trụ trì bảo rằng sắp có tai họa về máu, cách hóa giải là làm nhiều việc thiện. Tôi không phải đang trả tiền cho anh, mà là đang tiêu tiền để hóa giải tai họa cho bản thân mình. Nếu cô trả lại tiền cho tôi, tai họa không hóa giải được thì sao? Tôi tùy tiện bịa ra một lý do. Lần này đến lượt Vương Lệ Minh bối rối. Cô ấy cảm thấy không thể nhận ân huệ của người khác mà không trả lại. Không trả tiền thì không được. Nhưng nghe theo lời của ân nhân thì số tiền này cũng là để hóa giải tai họa. Nếu anh ta trả lại tiền mà tai họa không hóa giải được thì sao? Nhưng không trả tiền thì trong lòng lại thấy không ổn. Cô cứ để tôi làm gì đó cho cô đi. Giặt giũ, nấu cơm, tôi đều có thể làm. Tôi thấy Vương Lệ Minh thật đáng yêu. Cuối cùng, tôi cũng đồng ý. Nếu cô muốn báo đáp thì cũng được. Nhà tôi đang thiếu một người quản gia, cô có làm được không? Tôi làm được. Trước khi con gái tôi bị bệnh, tôi làm việc ở nhà những người giàu có, làm giúp việc, việc của quản gia, thỉnh thoảng tôi cũng làm. Sau khi thành công xóa tan ý định trả nợ của Vương Lệ Minh, tôi đưa cho anh cô ấy một tấm danh thiếp.
khi nào anh có thể đi làm thì gọi điện cho tôi. Sau khi tiễn Vương Lệ Minh ra về, tôi lại sử dụng cách thức và lý do tương tự. Đến tối, tôi đã giúp hai người đáp ứng điều kiện, hoàn thành nhiệm vụ tiêu 3 triệu. Hoàn thành nhiệm vụ tiêu 3 triệu trước 0 giờ đêm nay. Phần thưởng nhiệm vụ được kích hoạt, gấp 5 lần lợi nhuận. 15 triệu đã được chuyển vào thẻ của ký chủ. Cùng với công thức tinh dầu hoa hồng dưỡng ẩm, làm trắng da và 100 lọ mẫu. Tôi lần đầu tiên thấy phần thưởng ngoài bất động sản. Tối hôm đó, tôi lấy ra sử dụng thử. Đã nói là có công dụng làm trắng da, dưỡng ẩm, vậy thì để tôi thử xem có đúng không. Ngày hôm sau, tôi cảm thấy làn da của mình rất ẩm mượt. Chất lượng giấc ngủ tối qua cũng rất tốt. Tôi đánh giá lại tác dụng của tinh dầu này. Đột nhiên, giọng nói của hệ thống vang lên muộn màng. Ký chủ, xin tiêu hết 5 triệu trước 0 giờ đêm nay. Yêu cầu vui một mình không bằng vui cùng mọi người. Khi ký chủ tiêu tiền, phải có người chứng kiến, phần thưởng sẽ được mở khóa sau. Cái gì cơ? Đây là yêu cầu gì vậy? Chẳng lẽ khi tiêu tiền, tôi phải la lên một tiếng, chú ý, cô gái này sắp tiêu tiền đây. Sau khi phát hành nhiệm vụ, hệ thống không nói gì thêm, cũng không trả lời thắc mắc của tôi. Nhưng tôi nhanh chóng thôi không nghĩ ngợi nữa. Chuyện trước 0 giờ đêm nay, bây giờ có băn khoăn cũng vô ích. Khi tôi ra khỏi phòng, 07 đã chuẩn bị sẵn bữa sáng đẹp mắt, đợi tôi ngồi xuống thưởng thức. Mặc dù không phải lần đầu tiên ăn cơm do 07 nấu, nhưng mỗi lần ăn tôi đều cảm thấy rất ngạc nhiên. Có lẽ là vì 07 trước kia là đầu bếp chuyên nghiệp, mặc dù nguyên liệu là những thứ bình thường, nhưng phương pháp nấu ăn vẫn là phong cách của đầu bếp chuyên nghiệp. Ăn xong bữa sáng, tôi như thường lệ ra ngoài, tìm cách tiêu tiền. Lái xe một lúc, tôi đến một chợ đầu mối nông sản lớn. Trời nắng gắt, mua một ít đồ vật, mang đến vùng bị thiên tai cũng được. Nói là làm. Tôi tìm chỗ đậu xe, xuống xe và đi vào chợ đầu mối nông sản. Trước tiên, tôi đi dạo một vòng, xác nhận rằng các sản phẩm đều tươi mới, rồi mới tìm hiểu về người phụ trách của chợ. Nghe nói có người tìm người phụ trách, nhiều chủ cửa hàng chỉ đường cho tôi. Không lâu sau, tôi đã tìm thấy người phụ trách. Đặng Dĩ không ngờ rằng mình nhận được điện thoại, vội vã chạy đến, lại nhìn thấy một cô gái trẻ xinh đẹp. Cô muốn mua số lượng lớn hàng hóa à? Cần gì thì nói, tôi xem có thể sắp xếp cho cô được không? Đặng Dĩ có thể làm người phụ trách chợ đầu mối, nên rất tinh tế. Mặc dù tôi ăn mặc không hợp với chợ đầu mối, nhưng Đặng Dĩ không nghĩ rằng cô gái này đang nói đùa. Gần đây, phía Nam mưa lớn, nhiều nơi bị ngập lụt, tôi thấy thương cảm. Suy nghĩ kỹ, tôi quyết định quyên góp một số lượng hàng hóa. Anh Đặng, anh giúp tôi chọn nhé, phải là hàng dễ vận chuyển, dễ bảo quản. Và xe tải vận chuyển hàng hóa, phiền anh Đặng liên hệ giúp. Cần bao nhiêu tiền thì lúc đó tôi trả cùng lúc. Cộng cả tiền vận chuyển, khoảng 5 triệu hàng hóa nhé, anh Đặng có thể sắp xếp được không? Nghe tôi đề cập đến 5 triệu hàng hóa, Đặng Dĩ thầm nghĩ. Giờ trẻ con có tiền thật đấy. Nhưng nghĩ đến việc đây là hàng hóa quyên góp cho vùng bị thiên tai ở phía Nam, Đặng Dĩ quyết định sẽ tính giá thấp nhất cho cô gái này. Có, tôi rất khâm phục tấm lòng của cô. Vì là quyên góp cho vùng bị thiên tai, nên tôi cũng không kiếm lời từ cô đâu. Tất cả hàng hóa đều tính giá thấp nhất cho cô. Vậy thì tôi xin thay mặt người dân vùng bị thiên tai cảm ơn sự hào phóng của anh Đặng. Đây là việc nên làm của tôi sẽ sắp xếp hàng hóa ngay, xe tải cũng đã liên lạc, sắp đến rồi. Làm việc trong chợ đầu mối, việc này không khó khăn gì. Đặng Dĩ nói xong, đi sang một bên gọi điện thoại. Quả nhiên, không lâu sau, một vài chiếc xe tải đã chạy đến. Vì là hàng hóa để gửi đến vùng bị thiên tai, nên những loại rau dễ hỏng, khó vận chuyển gần như đều bị loại bỏ. Đặng Dĩ đưa cho tôi một bảng kê khai, ghi rõ tất cả hàng hóa mà anh ta đã chuẩn bị. Mỗi mặt hàng có lẽ có thể giúp đỡ một chút ở vùng bị thiên tai. Không cần, cô Lâm cứ yên tâm, những tài xế này đều là người tôi hợp tác nhiều năm rồi, nhất định sẽ vận chuyển hàng hóa an toàn đến nơi. Cô bé này, với thân hình nhỏ bé như vậy mà đi đến vùng bị thiên tai, có khi còn phải có người chăm sóc cô nữa, đừng có đi gây rắc rối. Đặng Dĩ đôi khi nói chuyện cũng khá thẳng thắn, nhưng anh ta cũng là vì muốn tôi từ bỏ ý định. Người toàn thân là hàng hiệu, một chiếc túi xách cũng phải vài chục nghìn tệ. Đi đến vùng bị thiên tai, không biết ai sẽ chăm sóc ai. Tôi trông có vẻ không đáng tin cậy đến vậy sao? Cô chủ, cô thực sự không phù hợp để đi. Nếu cô chủ không yên tâm thì cứ sai một trong số chúng tôi đi là được. Cô không cần phải đi tận nơi. Hiện giờ tôi được Tùy Tiện Hoa nuôi dưỡng, da rẻ rất non nớt. Chỉ cần va chạm một chút là da đỏ ửng lên rồi. Nếu đi đến vùng bị thiên tai, chẳng phải sẽ trở thành mục tiêu yêu thích của muỗi và côn trùng hút máu sao? Cũng được, nhưng ai trong các người đi thì phù hợp hơn? Trước tiên về nhà, lái xe của tôi đến đây, hiệu năng tốt hơn xe của anh. Tôi vẫn chưa hiểu rõ về 7 vệ sĩ này,
họ có những kỹ năng tiềm ẩn gì. Minh Vũ từng sống sót trong môi trường hoang dã trong một thời gian dài, anh ta là người phù hợp nhất. Minh Vũ có kỹ năng sinh tồn trong môi trường hoang dã mạnh nhất, cho dù xảy ra bất kỳ sự cố nào, anh ta cũng có khả năng tự lực cánh sinh, chờ đợi được cứu trợ, mặc dù khả năng này rất nhỏ. Vậy thì không nắm đi, bây giờ trở về lấy xe, biết đâu có thể đuổi kịp đoàn tàu. Tôi nghĩ rằng trên đường không có camera giám sát, tôi có thể lấy chiếc xe địa hình tùy tiện Hoa vừa tặng ra từ ba lô hệ thống để không nắm lái xe đuổi theo đoàn tàu. Cô Vân cứ yên tâm, hiện tại việc chất hàng vẫn chưa kết thúc, tôi sẽ bảo họ đợi các người. Thấy tôi nghe lời, Đặng Dĩ cũng thở phào nhẹ nhõm, rất nhiệt tình sắp xếp thời gian khởi hành cho xe tải. Được rồi, chúng tôi sẽ trở về nhanh nhất có thể. Tôi ra hiệu cho 07, nhanh chóng đi về phía chỗ đậu xe của họ. Khi đi xa khỏi chợ đầu mối, tôi lại quan sát camera xung quanh. Như Linh Hy nói rằng anh ta từng là hacker, có thể điều chỉnh hình ảnh camera giám sát, bảo tôi cứ yên tâm lấy xe ra. Điều này lại mang đến cho tôi một bất ngờ. Tôi cảm thấy mình như đang mở hộp quà bí ẩn, mỗi vệ sĩ đều có kỹ năng tiềm ẩn. Khi cần thiết, tôi có thể mở được một chiếc hộp quà bí ẩn. Không biết phải mất bao lâu mới mở được hết 7 cái. Lúc này, tôi cũng chưa nghĩ đến việc các vệ sĩ có thể có một hoặc nhiều hơn một kỹ năng tiềm ẩn. Khi Linh Nhi chuẩn bị xong, tôi lấy chiếc xe địa hình tùy tiện Hoa mà hệ thống vừa tặng ra từ ba lô hệ thống. Minh Vũ, mặc dù mục đích cơ bản của tôi là để cậu giúp đỡ nhiều người hơn, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là sự an toàn của bản thân cậu. Dù làm gì cũng phải đặt bản thân lên hàng đầu, không cần phải hy sinh vì bất cứ ai. Tất nhiên, nếu có thể, trong phạm vi khả năng, có thể giúp đỡ thì cứ giúp đỡ. Nói xong, tôi đưa cho anh ta một tấm thẻ có giá trị vài trăm tỷ. Bất cứ nhu cầu nào, cậu cứ quẹt thẻ thoải mái, chúng ta không có gì nhiều, nhưng tiền thì có đủ. Minh Vũ nghiêm túc nhận lấy thẻ ngân hàng mà tôi đưa, gật đầu. Cô chủ cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà cô giao. Đi đi, chú ý an toàn. Lần đầu tiên sai người ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ, tôi vẫn cảm thấy hơi mới mẻ. Minh Vũ tự mình lái chiếc xe địa hình tùy tiện Hoa mà tôi lấy ra, đi về hướng chợ đầu mối. Còn tôi và những vệ sĩ còn lại quay trở lại. Về đến Tinh Vũ Hoa Phủ, tôi mới nhớ ra mình chưa đến cửa hàng thuốc bắc để mua dược liệu cần thiết để làm tinh dầu hoa hồng. Nhưng một khi đã nằm xuống thì không muốn dậy nữa. Thôi thì mai ra ngoài làm nhiệm vụ tiêu tiền, tiện thể mua luôn. Tôi đã tự thuyết phục bản thân, nằm dài trên ghế sofa ở phòng khách, không biết lúc nào đã ngủ thiếp đi. Không lâu sau, điện thoại reo lên. Tôi hơi khó chịu, vươn tay ra sờ soạng tìm điện thoại. Tốt nhất là có chuyện quan trọng, nếu không thì... Chị Vân, là em làm phiền chị rồi sao? Bên kia đầu dây, giọng nói của Thịnh Dương hơi yếu ớt vang lên. Từ ngày tham gia buổi đấu giá, Thịnh Dương đã xác định được vị trí của mình trước mặt tôi. Em nghĩ sao? Có chuyện gì thì nói, bây giờ tâm trạng chị không được tốt lắm. Chị Vân, em muốn làm một chút việc nhỏ, nhưng anh em không cho tiền. Gọi điện thoại là muốn hỏi chị Vân có hứng thú đầu tư không? Làm ăn, em muốn làm ăn gì, em có tiền, nhưng cũng không phải bất cứ ngành nghề nào em cũng muốn đầu tư. Quán bar thì khá phù hợp với hình tượng của em, nhưng mở quán bar cần bao nhiêu tiền? Em hết tiền rồi, nhà em dù sao cũng là gia tộc lâu đời, Thịnh Dương là con trai thứ hai của chủ tịch tập đoàn Thịnh Thế. Tiền tiêu vặt hàng ngày cũng không ít chứ, tiêu hết rồi, hôm nay đua xe, mai lại đến câu lạc bộ chơi thâu đêm, tiền không phải cứ thế mà vèo cái biến mất à? Tôi lại im lặng. Em có tiền, có thể đầu tư cho em, nhưng nếu em mở quán bar, sau này anh trai em biết là do em đầu tư, thì sẽ tìm em gây rắc rối. Không đầu tư thì em không thể để lời chị Vân nói ra ngoài được, sau này quán bar mở không được, em làm sao có thể tiếp tục lăn lộn trong giới thượng lưu. Chị nói em làm gì mà phải khoe khoang như vậy? Một câu nói của tôi đã chặn đứng hết những lời Thịnh Dương định nói. Đúng là anh ta tự khoe khoang, nhưng bản thân lại không có tiền mở cửa hàng, chỉ có thể tìm người gánh hậu quả. Chị Vân, hãy thương em đi mà, em cũng không cần nhiều, 2 đến 3 triệu là được. Chị Vân không cần làm gì cả, em trực tiếp tặng chị 50% cổ phần. Thịnh Dương hiện đang là sinh viên đại học, nhưng năm sau sẽ lên năm cuối, bắt đầu thực tập. Anh ta không muốn về công ty của nhà mình, muốn tự mình làm một chút gì đó để khởi nghiệp. Anh ta không biết làm gì khác, cuối cùng đã chọn quán bar, một ngành nghề anh ta tương đối quen thuộc. Khi anh ta đầy hứng thú mang bản kế hoạch kinh doanh của mình cho anh trai xem, thì không ngờ lại nhận được một câu trả lời bác bỏ thẳng thừng. Em thấy chị có vẻ thiếu 50% cổ phần đó không? Thịnh Dương, cùng tuổi với tôi, tại sao khoảng cách giữa mọi người lại lớn đến vậy? Vậy thì chị Vân nói xem, chị phải làm sao mới chịu đầu tư? Em phải lập một bản cam kết, trong một năm có thể kiếm được bao nhiêu tiền,
nếu không hoàn thành thì theo lãi suất ngân hàng hiện tại, hoàn trả lại toàn bộ vốn cho chị. Chị có thể đồng ý đầu tư cho em, nhưng điều kiện tiên quyết là em thực sự đang nghiêm túc khởi nghiệp, chứ không phải là kiếm cớ để ăn chơi. Khi nào thì vốn sẽ được chuyển khoản? Ngày mai, lúc 1 giờ chiều, tại một cửa hàng bánh ngọt gần Đại học Địa Kinh, gặp nhau rồi nói. Cúp máy nhé. Nói xong, tôi không chút do dự cúp máy, dùng giấc ngủ để xoa dịu sự mệt mỏi của một ngày. Ngày hôm sau, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên một lần nữa. Xin ký chủ tiêu hết 4 triệu trước 0 giờ đêm nay. Phần thưởng sẽ được mở khóa sau khi hoàn thành. Ăn xong bữa sáng, 07 đến báo cáo tình hình bên 05. 05 và xe chở hàng đã đến nơi an toàn vào sáng sớm nay. Tôi gật đầu, rất tin tưởng vào năng lực của các vệ sĩ do hệ thống cung cấp. Đi thôi, hôm nay chúng ta đến hiệu thuốc bắc xem sao. Hệ thống đã đưa ra công thức tinh dầu rồi, tôi cũng không muốn lãng phí. Hiện tại, ngoài việc lo lắng không biết tiêu tiền thế nào ra, cũng chẳng có việc gì khác để làm cả. Làm tinh dầu hoa hồng xem như là giết thời gian vậy. Nếu hiệu quả tốt thì có thể tự mình làm một chút việc nhỏ, cũng không thể vì hệ thống mỗi ngày đều cho tiền mà thực sự lười biếng, mỗi ngày chỉ biết tiêu tiền lâu ngày dễ sinh ra vấn đề.